chào tất cả các bạn, chúng ta đã đến với buổi livestream trong buổi tối ngày hôm nay. Và trong buổi tối hôm nay thì theo như định hình của chúng ta đó là một cái chuỗi về trong xuyên suốt là từ bây giờ đến cuối năm là mỗi buổi tối chúng ta đều livestream vào lúc 22 giờ. Và mỗi một lần như vậy thì chúng ta sẽ có đến từ một cái câu chuyện thành công đến từ những cái người leader trong cái đội nhóm của DMS One B. Và kèm theo đó là chúng ta sẽ có những cái người về top GSV, có là những người mà người ta bán doanh số một tháng mà trên 10.000 điểm đó. Thì khi mà chúng ta biết rằng là một người mà cả sharing bonus cùng với là hoa hồng hệ thống đó, mà nếu hoa hồng về việc mà bán hàng mà chỉ riêng đơn giản đó một tháng chúng ta khoảng 12.000 điểm thôi, thì chúng ta đã có thu nhập là trên 150 triệu một tháng rồi, đúng không? Thì đó là chúng ta sẽ nghe. Và những người mà top GSV á là thường là đến từ những cái người mới, và kèm theo đó là những người leader bền vững, đó là những người mà người ta có những cái thu nhập về chất lượng cao, đó là bền vững từ cái hệ thống và đội nhóm họ đều rất mạnh. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ mời đến thì một người leader rất là mạnh mẽ, và anh này được mọi người mệnh danh đó là Thánh Sale. Và liệu tất cả những người huấn luyện thì mình luôn mời anh này đến để chia sẻ và huấn luyện về sale cho mọi người. Tức là anh đã có một cái tinh thần về cho đi cho mọi người rất là nhiều. Và trong buổi tối ngày hôm nay ở đây anh Văn anh sẽ đứng ra và chia sẻ chúng ta trong xuyên suốt cái buổi livestream của chúng ta ngày hôm nay. Rồi chúng ta dành cho một tràng pháo tay để chào đón anh Nguyễn Hiếu Văn. Yeah. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng anh Văn đến với thế giới này. Rồi, yeah. Rồi ok. Lần đầu tiên thì cảm ơn thầy Linh đã cho em được cái cơ hội và được một cái gọi rất là may mắn để có thể ngày hôm nay chia sẻ cùng với mọi người ở trên cái livestream này. Vì thật sự ra thì mình cũng rất giống mọi người, đúng không ạ? Nếu như mình không ra đủ quyết định mình làm việc cùng với Đề Linh thì chưa chắc gì mình có một cái thời gian mình có thể ngồi đây livestream cùng với Đề Linh và chia sẻ về câu chuyện của mình. Và tạm thời thì mình có thể nói là mình tương đối thành công. So với mình thì mình tương đối thành công trong cái sự lựa chọn này. Và mình cảm thấy sự lựa chọn này nó rất chính xác và sự lựa chọn này nó rất đúng đắn, vì nó đã mang lại cho mình rất nhiều điều. Và cũng tạm thời mình có thể nói, gọi nó là hạnh phúc hơn so với thời điểm mình cách đây những năm trước khi mà mình chưa làm công việc này, đúng không ạ? Lần đầu tiên thì xin mọi người cho ba anh chàng vỗ tay để lần đầu tiên lên đây hơi run, đúng không ạ? Okay, cho mình chàng vỗ tay. Rồi, yeah. Mình sẽ giới thiệu họ tên đầy đủ của mình để cho một số anh chị em nếu như trước mình là ai thì có thể lần sau ra ngoài đường gặp mình thì có thể nở một nụ cười để mình cũng có thể biết các bạn là tôi đã từng có thể chia sẻ được các bạn những điều mà tôi học được từ Thầy Linh cho các bạn, đúng không ạ? Mình tên họ đầy đủ của mình là Nguyễn Hiếu Văn. Và trước đây á, thì quê của mình á, đến từ Đà Lạt và Lâm Đồng, đúng không ạ? Một thành phố gọi là Vạn Hoa. Và mình hiện tại thì mình vẫn thích ở đó. Nhưng mà do một cái biến cố nó liên quan đến gia đình nên mình di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó thì mình học tập và mình làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và trong thời gian đầu tiên mọi người biết là khi mà mình còn trẻ, mình còn nhỏ, mình năm lớp 8 mình bắt đầu vô rồi, thì mình bị thay đổi môi trường và mình bị ngợp. Và mình dẫn tới trường hợp là thời điểm đó thì thật sự ra mình chẳng muốn học nữa, tại vì nó chán, mọi người biết không? Nó chán. Và rất may mắn á, là mình có một người chị hai. Và người chị hai này là người chị mà Văn cực kỳ nể phục và Văn cực kỳ gọi là ngưỡng mộ với chị hai của mình. Và chị hai lo toan cho gia đình mình ở thời điểm đó là lo toan sạch mọi thứ cho chị hai, cho gia đình mình cả. Và chị hai mình gặp mình ở một cái một buổi nói chuyện riêng và làm thay đổi mình, từ đó mình không quậy phá nữa. Chị hai mình nói với mình là mình là một người con trai của gia đình, đúng không ạ? Tại vì mình là người con duy nhất của nhà mình, con trai duy nhất của nhà mình ở, thì em phải lo được cho bản thân em, trong tương lai phải lo được bản thân em, và thậm chí em phải lo được cho gia đình mình nữa, đúng không ạ? Vì chị nghĩ rằng là những người trong gia đình ai cũng đều yêu quý em và đều mong muốn em sau này có thể giúp đỡ được họ. Và chính cái câu nói này của người chị hai mình, và mình quyết định rằng mình phải sống khác hơn, và mình quyết định rằng mình phải là con người khác hơn, và mình không muốn sau này mình trở thành một người mà không có giá trị gì cho gia đình của mình, mình không giúp được cho gia đình của mình. Và sau đó thì mình đi làm rất nhiều công việc, mình vừa đi học vừa đi làm, mình vừa đi làm thêm, mình vừa đi xin những cái việc lặt vặt là vặt, đúng không ạ? Và ngay cả sau lớp 12 thì mình đã bắt đầu đi làm việc rồi. Và mình đi làm thì rất nhiều công việc trải qua, nào là phục vụ nè, giữ xe cũng có, làm rất nhiều thứ. Và cuộc đời mình rất là may mắn á, là mình gặp được những người chủ, là mình gọi là những người anh và những người
mới gọi đó họ họ rất là giỏi và họ cũng khởi nghiệp hơn. Và sau đó thì mình học và mình làm liên tục như vậy, thì trong vài năm thì mình đã bắt đầu mình lên được chức quản lý. Tụi em rất trẻ nhưng mà mình quản lý cũng mấy anh chị cũng lớn. Sau khi mình làm quản lý một thời gian thì cuộc đời mình may mắn lần thứ hai là mình có một cơ hội mình sở hữu cho riêng mình một cái startup và một cái cửa hàng trà sữa và kết hợp với kinh doanh đồ ăn nhanh, đúng không ạ? Nó cũng to, đúng không ạ? Nói trà sữa thôi mình cũng quán cũng to lắm, nó cũng 4 lầu, một tháng như thế cũng mất hết 2.000 đô. Và mình có cái cơ hội như vậy và đứng trước ở cái ngưỡng á, là mình một là mình được quyết định là mình làm chủ, hai là mình lại tiếp tục làm người quản lý, thì mình lại nhớ đến câu nói của chị hai mình là mình phải giúp được nhiều người, mình phải giúp được gia đình mình. Và thế là mình quyết định mình làm chủ. Và khi mình làm chủ như vậy thì đứng trước rất nhiều cái câu văn gọi đó là tiêu cực, thì không phải tiêu cực nhưng mà sự ngăn cản từ ngay cả từ gia đình của mình và ngăn cản từ những người bạn của mình, và thậm chí là rất nhiều người không tin tưởng mình có thể làm được mỗi cửa hàng và với cái chi phí cố định nó quá lớn như vậy. Và lúc đó thì mình thực sự là mình không có, mình cũng run, mình cũng ngại ngần, mình cũng chưa dám mở. Nhưng mà cũng rất là may mắn là mình có một, có hai ba người là người bạn, và có một người bạn là người bạn gái của mình, thì mới ra quyết định là tăng thêm niềm tin cho mình là thôi thì mình cứ làm đi, nếu mà có thua lỗ thì quay về bằng tay trắng thôi, có thua lỗ thì coi như không mất gì cả, đúng không? Cùng lắm là đi làm để trả nợ thôi, đúng không? Và bây giờ mình, mấy bạn đó và bạn gái mình phải kêu là thôi đằng nào cũng làm một lần, làm lớn trong đời đi, đúng không? Làm chơi lớn một lần đi trong đời đi. Và thời điểm đó thì mình bắt đầu mình đi xoay, mình xây vốn, mình bắt đầu đi mượn. Người trong gia đình thì họ cho vay, các chị mình cũng chỉ cho vay mình một số nhỏ, rất nhỏ thôi. Nhưng mà mình vay đa phần là mình vay mỗi người một ít, mỗi người một ít, mỗi người một ít. Và sau đó cũng dám đánh liều và làm đủ, nói chung là mình làm đủ mọi cách để mình có một số tiền để mình mở ra được cho mình một cái startup đó. Và liên tục làm, liên tục như vậy. Thì cái ngày mình khai trương cái cửa hàng của mình đó là ngày 2 tháng 9 năm 2010, mình nhớ là 2013, đúng không ạ? 2012, 2013 gì đấy, mình không nhớ rõ thời gian là năm. Và sau khi mà mình khai trương á, thì các bạn biết là liên tục cuộc đời mình may mắn tiếp là rất nhiều anh chị em tới ủng hộ, rất nhiều người họ tới làm phục mình, và khách hàng họ cũng đông, tại vì mình có kinh nghiệm trong việc mà thu hút khách hàng rất là hay. Và liên tục mình làm như vậy. Nhưng mà các bạn biết là vì số tiền mà mình bỏ ra mở cửa hàng đó là mình không có vốn sẵn á, nên liên tục là mình làm ra là mình trả nợ, mình làm ra là trả nợ, mình làm ra là trả nợ. Và sau đó thì nó liên tục làm việc như vậy. Và nó trải qua cũng rất nhiều khó khăn. Có những cái thời điểm mà các bạn biết là quán làm ăn rất gọi là ăn nên làm ra, thì những cái tiêu cực nó lại đổ xuống. Có thời điểm thì đang đông rất là đông khách thì đùng cái mất một con xe. Thầy hiểu cảm giác mà giống như đang có dư đó, là đang để dư ra một miếng thì đùng phát là lại phải đi đền cho người ta. Rồi có những thời điểm thì nhân viên nó đang rất ổn, đang rất đông khách, thì nhân viên họ không chịu nổi áp lực và họ nghỉ, họ kêu em mệt quá rồi nên em nghỉ. Và lúc đó thì mình lại cầm đầu đó mình làm, và rất may mắn là mình có những người bạn, những người bạn đồng hành với mình, và những người em họ tới họ giúp đỡ mình và họ làm việc cùng với mình, nên những cái năm tháng đó nó dần dần nó trôi qua một cách rất là văn gọi là rất nhiều cái cảm xúc đó, có vui, có buồn, có và hỉ nộ ai ố thì đều có cả. Nhưng mà tới một thời điểm thì chính Văn, đúng không ạ, chính Văn là con người lại không chịu nổi nữa, bắt đầu Văn lại không chịu nổi nữa. Tuy là mình là một người rất là sắc lẹm, con người rất là biết chịu đựng, nhưng mà chính mình lại không chịu được. Và trong quá trình mình làm cái máy như vậy thì mình vẫn học đại học, có hình như ạ, năm cuối 19 tuổi, là mình 20 tuổi thì mình đã mở cửa hàng rồi, nhưng mình vẫn học đại học, tại vì cái việc mà mình học đại học ngân hàng đó nó cũng là một cái niềm tự hào của gia đình mình, và mình cũng không muốn mất đi. Và mình trải qua 4 năm học đại học thì thật sự ra mình kêu mình học được ít lắm, mình trải nghiệm ít lắm, mình không có kinh nghiệm gì nhiều trong việc học đâu, cứ lên học đủ môn, xong rồi đến kỳ thi thì lại học tập, xong rồi lại thi, có rớt môn thì thi lại để qua môn thôi. Mà em đối với Linh thì biết là không biết sao, may mắn lắm nha, thi chính thức á thì nó không đậu, nhưng mà cứ thi lại là điểm cao, nên mấy thầy cô mà gặp em thì hay nói là
em cố tình đi lại đúng không, để em qua môn nó dễ hơn đúng không ạ? Và cái số tiền đi lại mình rất là cao. Nhưng mà đến năm mà mình nhận được tấm bằng đại học á, và mình ngồi mà cái tấm bằng đại học trên, cầm tấm bằng đại học trên tay, cũng là chính là cái thời điểm mà mình kêu là mình chịu hết nổi rồi. Tại vì mình ngồi, và mình mới ngồi xuống mình nhìn lại coi cái thời gian và cái gọi là cái công sức bữa giờ, hay là những cái năm tháng mà mình kinh doanh bữa giờ, mình có cái điều gì khiến như mình không hài lòng hay không. Thì sau đó thì mình mới vạch toán ra, mình hạch toán ra những điều mà mình hài lòng. Thì mình thấy ít lắm, có hai thứ thôi. Đó là thứ nhất là về tiền, đúng không ạ? Và cái thứ hai là những trải nghiệm. Mình cảm thấy tiền thì lúc đó do mình làm việc liên tục và rất nhiều anh em hỗ trợ, ủng hộ, cũng như là giúp đỡ, nên một tháng cái thu nhập ít nhất của em ở thời điểm đó, cái thu nhập của mình thời điểm đó thì nó cái tháng mà ban gọi là ế ẩm nhất ấy, thì mình vẫn cũng có được 70 triệu một tháng. Và số tiền đó đối với mình thì nó lớn á, tại vì 24-25 tuổi sở hữu trong tay một cái cửa hàng và 70-80 triệu thì nó là một cái điều mà không ai nghĩ tới. Nhưng sau đó mình lại nhìn lại thì mình lại thấy là nó không còn, ngoài cái đó ra thì không còn gì cả. Thời gian, mọi người hình dung ạ, có một thứ mà mình cực kỳ tiếc nuối, đó là thời gian. Trong thời gian mà 5 năm trôi qua như vậy á, thì mình kiếm tiền cũng có kiếm tiền được, số dư mình bắt đầu dư ra thì cũng đã bắt đầu dư được rồi. Nhưng mà thời gian của mình á, thì anh biết là 5 năm liên tục như vậy thì có những thứ mình không bao giờ lấy lại được. Đặc biệt là mình cực kỳ tiếc nuối, đó là cái khoảng thời gian là Tết. Thầy nên hình dung là Tết của âm lịch của mọi người á, thì đa phần là em không được ở bên cạnh gia đình của mình. Và cái đó là cái thứ mà em tiếc nuối nhất tới bây giờ, em vẫn tiếc nuối. Đó là do mình quá ham vào cái công việc kinh doanh rồi, quá ham vào cái việc kiếm tiền. Thì mà thật sự cũng không phải ham vào việc kiếm tiền nữa. Tại vì nếu như mà mình không kinh doanh ở những thời điểm Tết đó, thì khách hàng của mình họ trôi qua, họ sẽ dần dần họ đi qua những quán khác. Và một trong những mẹo kinh doanh của Băng đó là những thời điểm người ta nghỉ thì mình làm. Và những thời điểm mà mình làm á, thì mình phải làm thật là tốt để mình giữ được lượng khách cố định của mình, lượng khách hàng quen của mình á, nó luôn luôn có ở những cái điểm đó. Và nó càng ngày càng tăng lên khi và những lúc mà cái những cửa hàng khác họ nghỉ á, thì họ sẽ tới mình, và tới mình họ thấy mình tốt quá họ ở lại. Và những cái trường hợp mà 5 năm trôi qua thì em chưa có cái Tết nào bên cạnh gia đình mình cả. Thành ra cái một cái thứ là em rất là tiếc, đó là thời gian. Và cái thứ hai là có những thời điểm mà gia đình mình đi chơi á, gia đình mình tổ chức những cái buổi mà về quê thì đều có rủ mình, họ chưa có một lần nào ở quê mình cả, họ đều rủ mình và kêu là em ơi, Văn ơi, có về quê chơi với gia đình hay không, Văn ơi có đi chơi cùng gia đình hay không. Và mình đều phải ngập ngùi nói rằng là chị ơi, em đang trong đợt này, đang trong đợt này, đang trong đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đang trong đợt là quản lý trật tự đô thị, họ đang trong đợt thi đua, và rất nhiều lý do để mà mình gọi là khước từ cái sự đề nghị của gia đình mình là đi chơi cùng gia đình. Và rồi một cái thứ mà mình lại cực kỳ tiếc nuối, đó là những cái trải nghiệm, ví dụ như đám cưới của người chị thứ ba của mình, là đi đón dâu đúng không, phải đi về quê là tổ chức á, thì mình lại không đi được, mà mình lại có lý do để mình nói là em lại bận. Và cứ bận như vậy liên tục á, thì dẫn tới trường hợp là những cái trải nghiệm nó dần dần trôi đi. Và có một lần khiến cho mình nhớ mãi, đó là một lần gia đình đi chơi và không rủ mình nữa. Đúng không? Tại vì biết là cứ rủ một người mà cứ suốt ngày rủ mà nó đâu đi được đâu, thì chắc chắn không có một lần là không rủ nữa. Thầy công nhận không? Chính xác. Em hỏi với mọi người là ủa sao rủ không được, không mời con? Thì mọi người kêu chứ có mời, có hỏi bạn của con, nhưng mà bạn con kêu là sắp tới bận nên thành ra cũng quên hỏi con luôn. Và thật sự nó giống như một cái nhát dao mọi người, nó giống như một nhát dao, nó giống như mình bị tủi thân á, đúng không ạ? Mình kêu chết rồi, điều gì đang xảy ra với mình, đúng không ạ? Nên có một thứ mà Băng kêu tới giờ bây giờ Băng vẫn tiếc nuối, đó là mình không lấy lại được những khoảng thời gian đó. Và cái thứ hai mà mình cảm thấy mình cực kỳ tiếc nuối, đó là những người bạn, những người em và những người mà mình gọi là những người mà họ đồng hành cùng mình á, họ tới họ giúp mình á, thì dần dần họ cũng rời đi. Tại vì các bạn biết ở trong một công việc mình là đứng trên vai trò làm chủ, và mình lúc mà nhân viên mình bỏ đi á, thì mình nhờ họ và họ tới họ giúp mình, và mình cũng chỉ bằng một cách là mình có thể trả lương được cho họ thôi. Nhưng có một thứ đó là mình không thể nào giúp cho họ làm giàu được. Mình có thể trả cho họ để họ có tiền,
Nhưng mà đặc biệt là mình không thể nào giúp cho họ làm giàu để họ sở hữu cái quán giống như mình, để họ có thu nhập như mình được, đúng không? Và rất nhiều anh chị em mình cứ theo ráng mở quán. Nhưng mà thật sự ra họ thấy được cái câu chuyện của mình mở quán mà nó cực quá như vậy, họ cũng cảm thấy là nó không có xứng đáng. Và dần dần họ mới kêu là họ rời đi, họ đi tìm những cái cơ hội mới dành cho họ tốt hơn. Và mình đối với họ, mình vẫn nợ họ một lời hứa là mình có thể giúp cho họ làm giàu, đúng không? Đó là điều thứ hai mà em cảm thấy tiếc nuối. Tại vì bây giờ họ đã rời đi rồi thì mình không thể nào mình nói họ được. Và cái thứ ba, mà một thứ mà mình cực kỳ mà mình sợ, có nghĩa là đầu tiên là mình tiếc nuối nha, nhưng có một thứ mà mình sợ ở trong thời điểm đó, đó là khi mà dần dần mọi thứ thì các cái thương hiệu lớn, các cái cửa hàng lớn họ bắt đầu họ nổi lên. Và anh Thầy Linh có biết là cứ khoảng cỡ cách 15 căn nhà thì có một cái cửa hàng họ mở lên, họ cạnh tranh với mình. Tại vì các cái thương hiệu lớn đó này, em có nghe và em có nói chuyện với một anh trong một cái thương hiệu, em xin được phép giấu tên, nhưng mà anh nói nè, thương hiệu lớn á, họ có nhiều tiền lắm và họ đi săn, không phải là đi săn con người, không săn gì cả, họ không có đi mua lại cửa hàng luôn, mà họ sẽ đi săn vị trí và địa thế. Họ cứ đi tìm cái quán nào, cái cửa hàng nào mà nó đông khách nhất, sau đó họ tới đó, họ ngồi ăn nằm, họ tìm hiểu trong vòng một tháng và họ xác định là cái quán này đâu và điểm mạnh của nó là gì, thì họ sẽ ngay lập tức họ tới gần đó, họ mở ra một cửa hàng vị trí đẹp hơn, tại vì họ có nhiều tiền, đúng không? Và họ có nhiều tiền thì họ sẽ lựa chọn vị trí đẹp hơn mình. So với mình là một startup thì mình lựa chọn cái mặt bằng nào mà nó vừa thôi, nó rẻ rẻ thôi, đúng không? Đẹp thôi, và lựa chọn chủ nhà nào cho phép mình thuê nữa. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó, chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Họ nói bằng tiền thôi, đúng không? Và sau đó họ mở cửa hàng kế bên mình, và sau đó họ lại cạnh tranh, và họ dùng những điểm mạnh của họ là họ phát hiện ra được điểm yếu của mình, và sau đó họ dùng điểm mạnh của họ khắc chế những điểm yếu đó, và dần dần họ lấy đi những người khách của mình khi mà mình có bị điểm yếu. Nó khác với câu chuyện hồi xưa thì mình cứ mở thôi, người ta tới xong rồi người ta lại họ sẽ thông cảm bỏ qua, nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ thì nó tới như vậy. Và em dần dần phát hiện ra điều đó thì em kêu là có một nỗi sợ, mình kêu nếu như mà mình tiếp tục mình làm công việc này nè thì nó phải là câu chuyện làm lâu dài, và khả năng rằng khoảng cỡ 1 năm, 2 năm và 3 năm thôi, hoặc là cùng lắm là 5 năm sau, có thể một ông thương hiệu lớn họ tới, họ đánh không được thì 2 thằng họ sẽ tới, 3 người họ sẽ tới, và dần dần họ sẽ lấy đi cái lượng khách hàng của mình và mình sẽ mất đi cái cơ hội kinh doanh. Và cái nỗi sợ thứ hai của mình là mình phải tái đầu tư liên tục, vì nếu như mà mình không đầu tư thì cửa hàng của mình nó càng xuống cấp, đúng rồi. Khi mà xuống cấp thì nó sẽ càng mất được khách hàng đi, đúng không? Khách hàng họ có cái gọi là nhu cầu họ càng ngày càng tăng cao, càng ngày càng tăng cao, nên họ không chấp nhận cái việc họ sẽ tới một cái quán cũ kỹ đâu, đúng không? Và chúng ta đầu tư. Mà mọi người hiểu không? Đối diện giữa cái việc cạnh tranh là rất nhiều người họ đang ăn thịt mình, mà mình còn cố gắng mình nuôi béo lên, mình càng ngày càng mập mạp lên để cho họ ăn á, thì mình thấy sợ mà, mình càng ngày càng sợ mà. Đúng. Và điều đó nó khiến cho mình 3 thứ. Đầu tiên là điều tiếc nuối, cái thứ hai là cắn rứt, và cái ba là nỗi sợ. Và em quyết định là em phải đi tìm một cái cơ hội mới. Và em phát hiện ra rằng là khi mà em làm chủ như vậy á, em học được rất nhiều điều. Em nói với thầy là nếu như mà bây giờ ai mà kêu em ra ngoài mà để nhờ tư vấn làm chủ á, nên tư vấn là mở quán cà phê, em tư vấn được nhiều thứ hay lắm, nhưng mà em cũng tư vấn nhiều điều mà em cũng khuyên họ đừng mở lắm, nhiều lắm, đúng không? Và có một thứ mà em cũng còn là hơi đáng tiếc cho mình, đó là mình không tìm được một môi trường nào đó có thể giúp cho mình phát triển bản thân nhiều hơn. Tuy rằng trong quá trình làm chủ thì em cũng đi học rất nhiều khóa học nha, em đi học rất nhiều khóa học để mình có thể mình làm tốt hơn trong cái công việc của mình, nhưng mà em chưa tìm được cái môi trường nào nó có thể rèn giũa em được một cái những cái thứ mà giúp cho em thành công. Tại vì khi mà em đi học thì em phát hiện ra là cái
kỹ năng hay là cái động lực hay là những cái việc mà cái việc mà cơ hội kinh doanh của mình nó không quan trọng, mà quan trọng đây là những cái thói quen để giúp cho mình thành công. Và em phát hiện ra mình không có một môi trường nào đó để phát triển bản thân được, đúng không ạ? Vậy thì em phát hiện ra có bốn thứ mà nó giết mình mỗi ngày, mà tại sao mình cứ phải cố gắng làm gì. Và sau đó em mới ngồi xuống, em đi tìm một quản lý và em mới kêu là em mới nói với người bạn của mình là cho phép em đi tìm một cái cơ hội và cho phép em đi tìm một cái con đường mới. Và nếu như mà em không tìm được cái cơ hội và con đường mới này nè, thì em sẽ quay lại và em sẽ xác định đây, cái cửa hàng này là cái cửa hàng mà em sẽ chiến đấu một bộ với nó, và có mất trắng đi chăng nữa em vẫn sẽ chiến đấu một cách hết mình. Tại vì mình phải cho phép mình được có những sự lựa chọn, đúng không? Mình phải cho phép mình được sự lựa chọn. Và em cũng mong muốn là mình được trải nghiệm nữa. Và sau đó thì em đi tìm. Và giống như rất nhiều bạn trẻ ở thời điểm còn em cầm tấm bằng đại học trên tay, thì em cũng đi xin được việc trong đạo, trong ngân hàng. Và khi mà em vô trong đó thì em làm việc được khoảng một tuần thì em đã không làm việc nữa. Khi mà em vô trong ngân hàng thì em rất may mắn là cũng được người quen giới thiệu, nên là mình không có bất cứ gì cả. Và khi mình làm thì mình đã cảm thấy nó không hợp rồi. Tại ở trong thời điểm đó thì em vô một cái văn phòng mà bốn bức tường xung quanh em á, mà yêu cầu em làm toàn sổ sách thôi, xong rồi làm những công việc mà nó mang tính là lặp đi lặp lại, nó cực kỳ chán. Thì em kêu là thôi đây không phải là công việc hợp với tôi. Và lúc đó em nghĩ và em chưa ra quyết định được em nghĩ, nhưng mà lúc đó em mới gặp được một người bạn cũng trong cùng môi trường của mình, trong môi trường đại học của mình, họ vô họ làm. Và em phát hiện ra là họ phải tốn một số tiền rất là lớn để họ được vô đó họ làm. Và em hỏi là bao nhiêu lâu thì bạn có thể lấy lại được số tiền đó, thì nó kêu chắc là khoảng 5 năm, 10 năm gì đấy nó sẽ lấy lại được số tiền đó cho gia đình của họ, của bạn đó. Và em quyết định là nếu mà làm một công việc như vậy thì nó vô nghĩa, nó không có thể nào giúp cho em được những việc kia luôn. Và em quyết định em nghỉ. Nhưng mà ở thời điểm đó em nghỉ công việc ngân hàng thì em chẳng biết làm việc gì nữa, và em quyết định em đi phượt. Nên như biết em cách đây 2 năm trước em đi phượt liên tục, em đi xe máy và đi chơi, thì có những đêm là em đi gọi là phượt trắng đêm luôn. Em đi từ sáng tới tối luôn, em đi từ tối tới sáng, từ sáng tới tối và từ tối tới sáng là việc bình thường. Đi có những thời điểm mà đèn pha ô tô nó pha thẳng vô mắt vậy nè, mình không thấy được nhưng mình vẫn đi thôi. Và mình đam mê cái việc đấy, mình đam mê với cái việc đi phượt đó, mình kêu cảm giác sướng quá, cảm giác tự do quá, đúng không? Nhưng rồi mình mới nhận ra là nếu như mà tự do hoài như vậy á, thì tới một thời điểm đó mình trở thành con người mình không có động lực sống và mình không có mục đích sống. Và em lại mới nhận ra là nếu mà tôi mà cứ đi phượt như vậy thì đúng thật là tôi tự do đó, nhưng mà chẳng lẽ cuộc đời tôi cứ suốt ngày đi phượt, chẳng lẽ cuộc đời tôi cứ tự do và em ích kỷ như vậy sao, đúng không? Tôi phải quay lại làm việc thôi. Và em đi phượt được khoảng cả mấy tháng, thì sau đó em một tháng thì sau đó em đi làm về em làm việc và bắt đầu đi tìm. Và em dựa trên mối quan hệ đại học của em dựa trên mối quan hệ gia đình của em, và em bắt đầu đi xin. Và em bắt đầu đi làm được cái sàn chứng khoán, một cái sàn chứng khoán ở đường Nguyễn Thái Bình đó. Cái chứng khoán là Rồng Việt, đúng không? Thế thì em vô sàn chứng khoán và em cũng bắt đầu học. Và thực sự ra em nghe về những cái kiến thức về chứng khoán em cực kỳ đam mê luôn. Nhưng mà em phát hiện ra nếu một điều là nếu mà mình không làm được á, đúng không ạ? Thì có khả năng bị đào thải. Và nó có một cái thứ là nó phải phát sinh. Đó là mình phải khiến cho cái giao dịch nó xảy ra. Nếu như cái giao dịch nó không xảy ra thì mình không có tiền. Và mình phải hiểu là nếu có những cái giao dịch đó là mình biết là nếu mà xảy ra thì nó cực kỳ rủi ro, nhưng mình vẫn phải làm, đúng không? Và có một cái thứ là nếu như mà mình làm trong chứng khoán, mình có hai thứ, là một là mình khiến cái giao dịch xảy ra với khách hàng, hai là mình tự giao dịch. Và thời điểm đó thì em không làm, đúng không? Em không làm những cái đó. Em có một số cái em suy nghĩ trong đầu thì em sẽ không nói ra những cái đấy, nhưng mà em quyết định em không làm. Và rồi em đi làm thêm một số, em đi làm lúc đó thì thời điểm mà đồng tiền điện tử nó cũng bắt đầu lên ngôi rồi. Và em đi chơi coin, em chơi Bitcoin, Bitcoin, em chơi OneCoin, em chơi Hitchcoin, em được chơi cả. Nhưng mà đúng là cái đồng tiền mà dễ quá đó thì nó cũng sẽ trôi qua một cách nhanh chóng. Thời điểm đầu tiên, tuần đầu tiên em kiếm tiền, em về nhà em khao cho cả quán đi ăn luôn. Em khao cho cái tại vì người bạn em vẫn đang quản lý cái quán của em, còn em đi làm thôi. Em dẫn cả nhà em đi ăn, em dẫn cả quán đi ăn. Sau đó thì bắt đầu bị sập, đúng không? Và em bị mất số tiền khá là lớn. Nhưng mà đâu dám ai nói cho ai biết đâu, đúng không? Gọi là dùng quỹ đen để làm. Tới thời điểm bây giờ bạn mình mới biết. Và em cảm thấy môi trường nó cũng không thích hợp luôn. Và sau đó em đi tìm được một môi trường nữa là em đi tìm thêm môi trường bất động sản. Và khi mà em làm trong môi trường bất động sản, em cũng lại cực kỳ đam mê. Tại vì mình cứ qua một môi trường mới là mình cực kỳ thích. Và mình kêu là đây là môi trường của mình rồi, đây là cái
cái nơi tuyệt vời của mình rồi, mình được thỏa sức ngang dọc rồi, mình được thực hiện được những con người của mình, thật sự là mình có thể bán được cho nhiều người rồi, mình có thể giúp họ làm giàu rồi. Nhưng mà làm được 1-2 tháng thì em bắt đầu có tiền thưởng và bắt đầu có giao dịch nhiều á, bắt đầu em đam mê. Thì cái thời điểm em đam mê nhất á thì cũng là cái thời điểm mà em bắt đầu có những câu hỏi được đặt ra, là có những dự án mà em biết rằng nó không thực sự tốt cho khách hàng của mình, nhưng mà cái người công ty mà em tìm hiểu ra thì em biết là nó như vậy, nhưng mà em vẫn theo án, tại vì công ty mới lựa chọn mà. Và em biết được những rủi ro là về việc mà không có giấy tờ, rủi ro là cái việc mà công ty họ chưa có tách thổ, tách từng lô ra cho khách hàng như họ đã bán, đúng không? Tất nhiên là công ty họ sẽ xử lý được thôi, nhưng mà mình cảm thấy rằng những cái rủi ro đó vẫn có, và em vẫn bán bình thường. Em kêu là em vẫn nghe kêu trước sau thì công ty nó cũng xử lý cho khách hàng, mình không có ngại. Và đất thì trước sau thì họ cũng tăng mà, đúng không? Đất nó cũng tăng, nhưng mà thực ra là nếu mà mua trong dự án thì đắt gấp 3-4 lần đất mua ở ngoài. Thì sau đó thì em mới cũng hơi bị cản, gọi là nhục chí chút xíu. Hôm mạng mình đứng ở ta. Hello mọi người, chúng ta vẫn đang coi được chứ nhỉ? Của bên văn mạng đang bị đứng. Nhưng còn những người khác chúng ta có những ai mà chúng ta vẫn đang xem được like, tất cả chúng ta cùng comment một chút. Ở bên cái máy của Văn. Như Văn đứng, mọi người chúng ta vẫn xem được đúng không ạ? Chắc là mời Văn vào lại để mời Văn lại vào lại. Chúng ta vẫn đang xem được livestream đúng không ạ? Những anh chị em nào chúng ta đang xem live được, chúng ta cùng comment một cái để tôi biết rằng là tất cả chúng ta vẫn đang xem livestream được. Để tôi mời Văn lại. Đâu Văn. Mọi người chúng ta vẫn đang xem được đúng không ạ? Để tôi mời anh Văn vào lại. Chúng ta vẫn đang vào được đúng không? Chúng ta có thể nghe được tiếng nói và vẫn kết nối được mạng đúng không? Alo. Đây. Không biết sao mà mẹ mất tiêu, chắc là ai đó nhắn tin nghe. Và đúng một lần á là em sẽ kể tiếp câu chuyện ha, nó gần xong rồi. Yeah. Và đúng một lần á là thời điểm đó em bị bệnh, đúng không ạ? Do là cái em phục bạn em trong việc mà đi mua đồ hải sản mỗi sáng sớm á, nên mỗi sáng sớm đều phải đi, và dẫn tới trường hợp là em bị bệnh, đúng không ạ? Là cái điều mà cuối cùng em sợ trong cái bán của em đó là về sức khỏe, thì em bị bệnh và em nằm liên tục như vậy trong vòng một tuần, thì em nằm liên tục như vậy trong vòng 10 ngày. Và tới một thời điểm em đi gặp cái người mà giám đốc, cái người là trưởng phòng và giám đốc kinh doanh của em á, thì em mới gặp họ và em kêu là em nghỉ 10 ngày đi. Đối với em, bản thân em làm công việc mà em cực kỳ có tâm luôn, em làm hết mình lắm. Nhưng mà do cái điều là mình không có mong muốn đó là mình nghỉ trong vòng 10 ngày. Vậy thì mình mới gặp được cái bạn đó, cái chị giám đốc đó, và mình nói với chị đó là em xin lỗi chị nha, tại bữa giờ em bị bệnh á, nên là đó là em không đi làm được. Có gì em sẽ cố gắng hơn, rồi em sẽ nỗ lực hơn. Thì mình không biết là cái câu của chị đó là vui hay buồn, hay là hôm đó chị có bị stress hay không, nhưng mà mình cũng rút kinh nghiệm được là mình nghe chị đó nói một câu đó là có gì đâu buồn, có gì đâu phải xin lỗi, đúng không? Em đi làm thì em nhiều tiền không ạ, em không đi làm thì em không có tiền thôi, đúng không? Và đối với em thì mình là tuy là nhìn con người em mạnh mẽ thôi, nhưng mà em yêu đuối lắm, đúng không? Giống như ai đang đâm mình vậy đó. Thế thì em mới biết là sau đó em mới kêu, em mới chợt nhận ra cái điều mà tôi đi kiếm á, nó không phải là cái môi trường này, đúng không ạ? Cái điều em đi kiếm nó không phải môi trường bất động sản. Tôi đi kiếm cái môi trường nào mà nó có thể cho tôi nhiều thời gian để tôi có thể sau này tôi có thể thực hiện được những điều mà tôi đã từng tiếc nuối. Tôi đi ở bên cạnh và tôi đi chơi cùng gia đình tôi mọi lúc mọi nơi, tôi không phải xin phép ai cả, đúng không ạ? Và tôi có thể giúp được nhiều người, bạn bè của tôi có thể giàu cùng tôi, đúng không? Em có rất nhiều câu hỏi, nên thành ra là em kêu ủa môi trường này chết rồi, bữa giờ mình lại bị vướng vào cái công việc này mà mình không nhận ra được rằng đây không phải là cái công việc mình đi kiếm, đúng không ạ?
Và sau đó em phải ngồi xuống, em ra được một quyết định cũng cực, cũng hơi khó, nhưng mà nó rất dễ dàng, rất nhanh ở thời điểm đó. Bởi một câu hỏi, em đặt ra một câu hỏi là nếu như em kêu, nếu như mà tôi tiếp tục làm cái công việc bất động sản này, vậy nếu như mà tôi làm công việc này thì nếu như ai đó trong gia đình tôi cần tôi trong vòng 1 tháng, và nếu như có xui xui gọi là cần tôi trong vòng 3 tháng, thì tôi có làm được tiếp cái công việc này hay không, đúng không ạ? Vì em đã thấy được có rất nhiều câu chuyện và em có một số cái gọi là kinh nghiệm của mình và có những cái tiếc nuối của mình. Và em đặt ra câu hỏi như vậy, em hỏi là nếu như mình nghĩ mình phải lựa chọn, nếu như ai đó bắt mình lựa chọn, mình nghỉ trong vòng 1 tháng hoặc là 2 tháng để mình ở cạnh gia đình của mình, vì gia đình mình đang rất cần mình ở thời điểm đó, hoặc là mình không được ở bên cạnh gia đình mình chỉ ở 1-2 ngày và sau đó mình phải đi làm việc trong thời gian đó, thì mình sẽ lựa chọn cái gì? Và em nghĩ rằng rất rất nhiều người có điểm chung với em, hoặc điểm mọi người sẽ có rất nhiều người giống điểm chung giống mình là sẽ lựa chọn gia đình, đúng không? Cho dù công việc đó nó có hay cỡ nào, cho dù công việc đó có tốt cỡ nào, nhưng nếu đã đứng giữa cái ranh giới lựa chọn giữa việc mà tôi ở bên cạnh gia đình của tôi trong vòng 1 tháng hay là thậm chí là có trong vòng 3 tháng nữa chăng nữa, mà bắt tôi lựa chọn giữa gia đình và công việc, thì tôi sẽ chỉ lựa chọn gia đình mà thôi. Và em phát hiện ra là nếu như mà em làm công việc đó thì em lại bị vi phạm vào cái việc mà cái sự lựa chọn của em trong tương lai, đúng không thầy? Là yes. Nếu như mà em lựa chọn gia đình đó, thì cái công việc này nó sẽ yêu cầu và nó sẽ bắt em là phải có người thay thế cái nhiệm vụ của em ở điểm đó, và khả năng rất cao, rất dễ xảy ra đó là khi em quay lại thì đã có người chiếm vị trí đó của em rồi, và em phải bắt đầu lại từ đầu. Và nếu như mà em làm lại từ đầu thì có, và em phải còn hên xui là người ta có nhận mình lại hay không nữa, đúng không? Và trong quá trình mình làm như vậy thì không biết tiền đến từ đâu để mình có thể bên cạnh gia đình của mình. Chỉ lẽ mình bên cạnh gia đình mình mà mình ăn bám luôn cả họ sao, đúng không? Nên ra là em kêu đang nào cũng lựa chọn, tôi ra quyết định, tôi lựa chọn ngay bây giờ luôn để em lựa chọn gia đình. Và rất may mắn cuộc đời em, mà kêu là cuộc đời em là những chuỗi may mắn, đúng không? Khi mà em quyết định nghỉ công việc bất động sản đó, thì em phát hiện ra là đây là tháng thứ 5 rồi, em chỉ còn đúng 1 tháng để đi tìm một môi trường mới thôi. Và em đã mất rất nhiều trong 6 tháng, em cũng mất nhiều lắm, em đầu tư vô coi nên em cũng mất nhiều, đúng không? Rồi em cũng đầu tư vào, em cũng chơi, em cũng làm việc với bất động sản, nên cũng chạy, em cũng bị mất nhiều sức khỏe và mất rất nhiều cơ hội ở cái quán của mình. Và ước định này em còn đúng 1 tháng, và em nói bản thân em là phải cố lên, phải tìm cho nhanh vào, đúng không? Bỏ qua đi, mình đi tìm đại đi. Và sau đó thì rất may mắn là cuộc đời em gọi là cuộc đời em là những chuyện may mắn, là em nhìn thấy một bài quảng cáo là ở cái lĩnh vực đó là marketing thời đại mới, đúng không? Em nhìn thấy là lướt qua thôi, và em tìm thấy là em đập vào mắt em á là cái từ marketing, đúng không ạ? Và ở cái thời điểm của em khi mà em làm ngân hàng thì có một thứ mà em cảm thấy bản thân em bị yếu, đó là khâu marketing. Và ngay cả em làm cái quán của em cũng thấy một thứ bị yếu, đó là về khâu marketing. Và em bị thấy một thứ yếu, đó là ở cái thời đại lúc mà em ra quyết định đó, thì em phát hiện ra đó là thời đại 4.0, mọi thứ dần dần nó được triển khai và nó thay thế bằng những cái máy móc. Giống như em nhìn thấy là trong những cái công ty lớn á, thì dần dần số lượng nhân công họ được trải ra những cái việc khác rất nhiều, và đa phần nó dùng bằng những dây chuyền mà bằng những máy móc khác là nhiều. Hay là thậm chí ngay cả cái việc mà quán cà sữa của em thôi, thì dần dần em cũng thay thế bằng những thứ tự động hết, đúng không ạ? Và em cảm thấy cái từ thứ hai mà khiến cho tôi cực kỳ quan tâm đó là từ marketing thì là tôi quan tâm rồi, cái từ thứ hai mà khiến cho em cực kỳ quan tâm đó là từ thời đại mới. Và sau đó em tò mò và em bấm vô và em tham gia em đăng ký một cái khóa học của thầy Linh. Và sau đó thì em lại nhìn thấy một bài nữa là họ đang tuyển nhân viên, và mình kêu em suy nghĩ là đời đó thì em thật sự em rất lười, tại vì lúc mà em làm chủ thì thu nhập đã rất là khá cao rồi, rồi sau đó em đi kinh doanh em thu nhập khá cao rồi, em làm bất động sản thu nhập cũng khá cao rồi, nhưng mà em thấy cái bài viết của một bạn trẻ lên, mình không nói đó, thì họ đang tuyển marketing thời đại mới, họ đang tuyển nhiệm vụ đó là nhân viên, và họ tuyển là nhân viên bán hàng và họ tuyển nhân viên marketing. Thì mình mới đăng ký cái lớp học thì mình chưa thấy ai gọi cho mình về cái lớp học đó cả, nhưng mà mình lại thấy cái nhân viên. Và sau đó thì mình mới suy nghĩ là nếu như bây giờ mà tôi đi lựa chọn một cái công việc thì tôi thử ra tôi làm nhân viên coi nó như thế nào, đúng không ạ? Và sau đó thì em tham gia vào cái công việc đó, và thực sự ra khi mà em tham gia em học đầu tiên thì nó
nó tới với em phát hiện ra có khá nhiều điều nó bất ngờ, đúng không ạ? Em nhìn vô cho, ủa cái môi trường này, môi trường trước đây tôi sợ lắm nè, tôi tới môi trường này trước đây tôi sợ lắm nha, đúng không ạ? Môi trường này là môi trường mà tôi không yêu thích lắm, đúng không ạ? Và môi trường này trước đây là nhiều tiếng tăm lắm nha, nhưng mà mình nghe mình kêu ủa họ đang vẫn đang chỉ là thuê mình làm nhân viên mà thử coi sao, đúng không? Tại còn có 1 tháng à, cứ coi thử mình làm tháng nếu không được thì thôi coi như là bỏ đi, coi như 6 tháng trôi qua và đủ một khoảng thời gian mình đi chơi rồi. Thì em kêu làm nào cũng là tháng cuối cùng rồi, tôi làm luôn tháng đó. Và thật sự là trôi qua trong vòng 1 tháng đó em nhận rất nhiều giá trị. Và em học được lớp khóa học marketing của thầy Linh nữa. Vừa làm nhân viên vẫn đi học, và em phát hiện ra trong kinh doanh của mình nó đang bị thiếu quá nhiều điều. Và em quyết định là em kêu là ừ, tiếp tục em làm. Và dần dần em trải qua trong khoảng thời gian em có thể rất là tự hào. Trong khoảng thời gian một năm, hơn một năm, có thể là tới hiện nay là 1.5 năm, thì em cũng đã gặt hái rất nhiều thành công. Nhưng mà những thứ mà em được gặt hái được nhiều nhất đó là thời gian. Đã có rất nhiều khoảng thời gian ở bên cạnh gia đình của mình. Và cái mà em cực kỳ tâm đắc và cái mà cực kỳ em gọi là em tri ân và em rất vui, đó là cái thời điểm mà đôi khi là mình đặt ra câu hỏi mình chưa không nghĩ bao giờ là cái câu hỏi đó nó xảy ra đâu. Nhưng mà đúng là thật sự ở thời điểm tháng 9 năm ngoái, và ở thời điểm đó thì người thân của em họ cần em thật sự, họ cần em trong vòng hơn cả tháng luôn, là 45 ngày, đúng không? Đó là thời gian mà bố mình mất. Và cái tâm niệm của bố mình và gia đình mình đó là đưa bố mình về quê. Mạng của bên Văn hơi lắc một chút. Văn chắc là dùng 3G hoặc là dùng wifi. Với là em đang dùng wifi hay là 3G Văn nhỉ? Bởi vì tự nhiên đến đoạn này thì nó đang bị lag. Không biết là mọi người chúng ta có thấy hình được của Văn không ạ? Mọi người chúng ta có thấy được của Văn không ạ? Mọi người có thấy được của Văn không ạ? Để chắc phải lên mời lại. Xin lỗi mọi người chút xíu để mình mời Văn vào lại. Mọi người chúng ta nghe được của Văn không ạ? Rồi. Đang mình đang mời lại Văn vào lại, đang mời lại. Alo bạn. Em dùng 3G hôm nay. Dạ. Đang em dùng mạng mà vừa rồi em phát hiện ra gói D10, gói cước cao cấp của em nó vừa bị hết tức thì không? Em tiếp tục thì đúng cái thời điểm tháng 9 năm ngoái á, đó là thời điểm câu hỏi của em nó có bắt huy, đúng không ạ? Đó là gia đình em cần em trong vòng 1 tháng hay sao? Và nếu và thực sự là thời điểm đó em rất may mắn, đó là em có đồng đội, em có những người thầy, em có bạn bè, em có rất nhiều anh chị em, họ tới và họ chia buồn cùng với mình và mình cảm thấy rất được an ủi. Và sau đó thì mình thực hiện được cái lời và cái câu hỏi của em, đó là em ở bên cạnh người thân của em trong vòng 1 tháng, ở thời điểm đó 1.5 tháng. Và thật sự là em mới rất quý trọng cái cơ hội này, đó là trong vòng 1.5 tháng đó em không làm gì cả thì mình còn không còn tâm trạng để mà làm luôn ấy, đúng không? Mình cảm thấy gia đình mình có mất đi một người, mình không còn tâm trạng để làm việc. Nhưng thời điểm đó cũng là cái thời điểm mà em đạt được kết quả cao nhất và thậm chí là cao hơn ở thời điểm này, đó là các bạn hệ thao trong hệ thống của mình họ làm việc tốt hơn, và các bạn đó cũng đều được người upline của mình đều được các thầy các cô hỗ trợ và họ đều là tự động hóa cả, mình không cần phải làm việc gì cả. Thì tháng đó cũng là cái tháng thu nhập cao nhất, thu nhập cao nhất từ trước giờ mà mình nhận được. Và mình có hỏi những người em của mình nữa là ủa sao kỳ rồi, anh thấy là tháng vừa rồi anh không làm việc, anh không còn chăm sóc cho em nữa, anh không còn hỗ trợ cho em nữa, tại sao mà anh lại vẫn được nhận được cái tiền là nhiều như vậy, tại sao kết quả của em nó vẫn lớn như vậy? Thì mình có một số bạn leader và họ nói với mình là tại vì em nhìn thấy cái tấm gương của anh và đúng những cái câu nói trước đây anh đã nói em á, em mới nhận ra được nó chính xác, đúng không? Ở đây tụi em nỗ lực tụi em làm và cái đó tụi em làm cho tụi em chứ không phải làm cho anh. Họ nói là em làm cho tụi em chứ không phải làm cho anh, đúng không? Và mình cảm thấy công việc này rất tuyệt vời, đó là mình có thể giúp được nhiều người.
Và cái điều mà ở cái phần đầu tiên mình chia sẻ, điều thứ hai ấy, là mình không giúp được những người em, những người bạn của mình đó. Thì ở đây mình đã giúp được người chị gái của mình đã giúp được người em của mình giúp được người bạn của mình. Và sắp tới thì mình còn giúp được rất rất nhiều người mà trước đây mình không giúp được, đúng không? Và những người xa lạ mình cũng giúp được để họ có một cái thu nhập tốt hơn. Và trong một cái phần mà mình cảm thấy rất tâm đắc và cảm thấy rất là may mắn khi làm việc với thầy Linh, đó là thầy Linh không phải làm việc vì chỉ đơn giản là về câu chuyện là tiền, mà thầy Linh còn cho mình được một cái tầm nhìn và cho mình được một cái mục đích sống và một cái mục tiêu sống mà mình gọi nó là cũng là cái điểm chung của mình với thầy Linh, đó là giúp được nhiều bạn trẻ họ có một cuộc sống đáng sống hơn, họ có một cuộc sống ý nghĩa hơn và một cuộc sống hạnh phúc hơn. Thì đó là cái điều mình cực kỳ tâm đắc trong cái đội nhóm DMNB do thầy Linh tạo ra. Và rất nhiều anh em ở tụi tớ có một cái thói quen, đó là cho đi vô điều kiện á, giúp đỡ mọi người mà không có màng mình có lợi dụng hay có lợi hay không á, thì cũng là vì thầy Linh, là vì là người thuyền trưởng, vì là người lãnh đạo, vì là người đứng đầu đã có được cái tầm nhìn đó nên mới giúp cho tụi mình có được tầm nhìn đó. Nên cảm ơn thầy Linh rất nhiều, đúng không? Ngày hôm nay thì em rất là vui, rất là may mắn là được đứng đây chia sẻ để có thể một số bạn chưa có cơ hội, chưa có công việc làm ở đây, thì thật sự đừng để một khi mà gia đình bạn cần bạn một tháng bạn không làm được, hãy ra quyết định là tôi sẽ lựa chọn nó ngay từ khi mà tôi biết đến câu trả lời của nó, của tôi sẽ là gì rồi. Đó, và em cảm thấy đó là một cái câu mà em phải luôn luôn trả lời, và đó là cách em chia sẻ cho đồng đội của em thôi. Nó cũng đơn giản như thế thôi, đúng không? Đó là lý do tại sao là lựa chọn không lựa chọn công việc này. Em cảm thấy công việc này rất ý nghĩa, rất là tâm đắc với công việc này, đúng không? Được. Ok. Dạ. Đúng không? Thầy còn hỏi gì đúng không thầy? Có rất nhiều câu hỏi dành cho em. Bây giờ tính là tất cả chúng ta khi mà nghe câu chuyện của Văn là một câu chuyện rất hay, rất đặc biệt, đúng không ạ? Và chắc hẳn là khi mà chúng ta nghe live thì chúng ta cũng sẽ học được những bài học từ Văn. Vậy thì bây giờ đó, chúng ta có những cái câu hỏi nào thì chúng ta có thể comment ở dưới đoạn live stream này, và Văn sẽ giúp cho chúng ta, đó là trả lời những cái câu hỏi của chúng ta. Và giờ, trong quá trình mà chúng ta đang chờ cái câu hỏi từ mọi người đó, thì anh có một cái câu hỏi dành cho em. Đó là trong cái thời gian đầu tiên mà khi em làm đó, thì em thấy là có những cái thách thức gì, những cái khó khăn gì mà em phải đối diện, và sau đó thì em đã làm thế nào để em vượt qua nó? Hay là em có những cái trở ngại, có những cái khó khăn gì ban đầu không? Đúng rồi. Thật sự là hỏi câu này cũng hơi khó đấy em. Tại vì mình nhận được một cơ hội là mình cảm thấy nó quá tốt rồi, thì có gì đâu phải là khó khăn, đúng không ạ? Em gọi nó không phải là khó khăn, mà cũng thách thức. Đúng cái từ của thầy, em gọi là thách thức thôi, đúng không ạ? Tại vì nếu mà khó khăn thì em thấy cái công việc cũ của em nó khó khăn nhiều hơn. Mà em gọi nó là thách thức, và em gọi nó là một trong những trải nghiệm của em. Đó là thực sự ra thì công việc nào nó cũng sẽ có lúc và lúc tăng, lúc trưởng, đúng không ạ? Lúc xuống, lúc tăng, lúc sạc, lúc xuống. Đó là một cái... Hồi xưa thì em có nhận học được ngoài học, đó là các bạn biết trong tim, cái việc mà tứ đồ tim, cái tín hiệu tim của bạn á, các bạn vô ạ, để mà người ta đánh giá các bạn sống á, thì phải là lên xuống, đúng không ạ? Còn nếu mà bạn nào mà thẳng theo như này là nó sẽ bị sập xuống liền và nó sẽ ngang luôn, đúng không ạ? Nên rất nguy hiểm. Hoặc là công việc nào mà nó ngang tè thì chắc chắn đó là công việc nguy hiểm, và nó sẽ dẫn tới trường hợp là bạn đứt bóng, đúng không ạ? Nên là nó là, đối với em thì nó là thách thức và là tạo cho mình được cái trải nghiệm. Thì thực sự ra thì đối diện với mình á, thì mình trải qua rất nhiều thách thức. Tại vì các bạn biết không ạ, khi mà mình mới tham gia đội nhóm của DMNB thì họ bán sản phẩm đầu tiên là sản phẩm phễu, là đợt đó thì mình chỉ bán những cái sản phẩm kem đánh răng thôi, đúng không ạ? Là đợt đó em vẫn bán kem đánh răng thôi. Chưa xuất hiện được Thánh Trung Quay, hay là chưa xuất hiện được Thánh Bán Hàng đâu, nói chung còn bán cái kem đánh răng đó. Và đùng một phát, khi mà làm việc với thầy Linh thì mình cực kỳ kinh khủng. Làm việc với thầy Linh thì kem răng công ty hết sạch, đúng không ạ? Nhập hàng không còn kịp cho anh em bán nữa. Và dẫn trường hợp là rất nhiều anh em thì họ phải đổi sản phẩm. Và sau đó thì đội nhóm của mình và đội nhóm của những người leader của mình á, họ đã quyết định là họ sẽ đổi sản phẩm. Và thật sự ra thì là cũng là thầy Linh thôi. Thầy Linh là người đứng ra là em đúng là cái câu nói mà đời thay đổi, khi chúng ta thay đổi, chúng ta muốn tốt hơn thì chúng ta phải tốt hơn á, đúng không ạ? Thế thì thầy Linh bán cái sản phẩm đó, là thầy Linh mới kêu mọi người bán một cái sản phẩm làm đẹp,
đó là cái sản phẩm TruePay. Và cái sản phẩm này nó có giá trị cao gấp 10, tính ra 15 lần rồi ạ. 15 lần. Cao gấp giá trị là 15 lần cái giá gốc mọi người, gấp 15 lần so với sản phẩm mà mình đang bán quen thuộc. Và đó là sản phẩm dành cho phụ nữ nữa. Và đó là sản phẩm làm đẹp nữa. Đúng không ạ? Và mình, đối với mình, nó là mình một con người nói thẳng ra thời điểm nó cục mình lắm, đúng không ạ? À, cũng có một số cách kỹ năng nói, nhưng mà thực sự ra nói chuyện với khách hàng mà phải nịnh khách hàng thì không nói đâu. Và đa phần khi mà mình bán sản phẩm làm đẹp thì mình trao giá trị được nhiều hơn, là mình giúp cho họ đẹp hơn nhiều hơn. Là trước đây mình bán kem thì mình sẽ nói về nỗi đau, về cái việc mà chị đang bị bệnh thì chị phải điều trị, đúng không ạ? Và sau đó mình bán sản phẩm đẹp thì các bạn biết là ở thời điểm đó thì rất ít người là con trai như mình họ đi bán những sản phẩm làm đẹp, tại vì ở đa phần con trai họ làm nhân viên marketing. Và mình có một thời điểm đó là mình qua bên nhà một người cô, một người thiền trưởng, một người mà mình cũng cực kỳ tự gọi là ngưỡng mộ, đó là cô Nga. Thì khi mình tham gia qua thì cô gặp mình và cô hỏi em qua đây, cô hỏi là rồi các bạn sale, các bạn bán hàng qua đây chụp hình với cô, đúng không ạ? Và các bạn marketing thì ngồi nói chuyện với Linh. Và mình lúc đó mình hơi bị bơ vơ vì mình thấy bạn nữ, các bạn nữ bán hàng qua đây chụp hình với cô, còn các bạn marketing thì qua đây đứng nói chuyện với Linh. Ủa mình kêu, ủa rồi cuối cùng tôi đang ở đâu? Đó, tôi đứng ở đâu đây? Thì sau đó thì bán hàng, tức là mình ra mình đứng kế bên cô. Sau này chụp hình xong cô hỏi, ủa em đâu sao em đứng đây? Em không marketing qua kia chụp hình lên đi. Thì bên cô không, em bán hàng. Và cô Nga cũng cực kỳ kinh ngạc, kêu, ủa em con trai mà em bán hàng hả? Thì cô kêu, vậy em bán hàng bình thường mà. Em bán gì? Dạ em bán TruePay. Ủa em bán TruePay à? Bán làm đẹp à? Dạ đúng rồi cô. Và sau đó thì mình nói với cô là em bán được tốt mà, em bán giỏi lắm, mai mốt em bán giỏi nhất team cho cô coi. Và cũng là cái câu nói đó của mình thôi. Và nhưng mà khi mà bán lại thì các bạn biết là đời không như mơ, đúng không ạ? Gọi điện lên là khách hàng nghe giọng con trai, khách hàng mắng lên. Rồi khách hàng gọi điện qua video call, đầu đó là các anh em kêu gọi điện telesale, khách hàng ít mua quá. Xong rồi mới có một cái trào lưu là gọi điện video call 1-1 giống như này nè, để bán được cái khách hàng. Nhưng mà thời điểm đó do mình trải qua nhiều công việc ngoài đường quá thì da của mình cũng đâu được đẹp và không đẹp trai như bây giờ, đúng không ạ? Thế thì mình gọi điện và họ hay hỏi một cái câu hỏi mà mình cũng cực kỳ hóc búa, đó là da em có đẹp đâu mà sao em tư vấn về da, đúng không ạ? Rồi rất nhiều bạn giống như mình luôn. Và các bạn đó bán thì cũng mình thấy là bây giờ làm sao ta? Thì cái thách thức của em đó là gì ạ? Đó là vượt qua chính bản thân của em. Đó cái khó khăn đầu tiên của em, đó là nếu như thời điểm đó em không tin tưởng rằng mình bán được á thì em sẽ không vượt qua được. Và thành ra em có một cái câu và một lời khuyên dành cho các bạn. Và các bạn hãy nhớ trong đầu mình, đó là mình luôn tin tưởng vào bản thân mình. Đó, có cả thế giới không tin mình đi chăng nữa, hay tất cả mọi người không tin mình đi chăng nữa, thì ngay lập tức bạn hãy nói là không bao giờ cho phép bản thân mình không tin mình. Đó, mình phải tin mình. Và em tin em là người bán giỏi nhất, em tin em là người bán tốt nhất, và em bán được. Và cứ mỗi lần mà gặp khó khăn á thì em cũng vượt qua nó bằng cách là em liên hệ với Linh. Đúng không ạ? Em hỏi thầy Linh ơi, sao thấy đội của thầy bán đơn lớn nhiều vậy? Em bán toàn mấy đơn tèn và nhỏ nhỏ không ạ? Thầy Linh cũng chỉ cho mình, đúng không ạ? Nên các bạn có thể theo dõi là trường thầy Linh liên tục. Và mình có rất nhiều cái câu chuyện đó. Và mình luôn luôn tâm niệm. Và mình cảm thấy cực kỳ may mắn là ở trong môi trường này thì mình cũng nhớ một lần, đó là mình nhớ một lần khi mình hỏi thầy Linh là em bữa giờ em bị từ chối, là bị bán không được cái này, giờ phải làm sao để bán tốt. Thầy Linh chỉ vỗ vai cho thầy Linh nói em làm được, đúng không ạ? Và mình cảm thấy rất may mắn khi mà mình làm việc với thầy Linh, đó là luôn có người tin tưởng mình là mình làm được. Đầu tiên mình phải tin mình, đúng không ạ? Nhưng mà nói thật ra thì nó nói thế thôi, trong đầu vẫn suy nghĩ tiêu cực nhiều lắm. Nhưng cái thứ hai rất may mắn ở trong một môi trường, đó là có người vỗ vai cho nó là tôi làm được, bạn làm được, chắc chắn bạn làm được. Nên mình kêu mình làm trong một môi trường mà nó có điều đó thì mình sẽ làm, mình phát triển được trong môi trường đó, và mình là một con cá trong môi trường đó, bơi tỏa thích, đúng không ạ? Được bảo vệ, được tin tưởng, quá tuyệt vời trong môi trường như vậy. Và sau khi mà làm thì em làm thì phát hiện ra một điều nữa là tiền to thì sóng to rồi. Mình làm càng nhiều, làm càng mạnh á thì tiêu cực tới càng nhiều, đúng không? Có rất nhiều bạn tới với mình, xong tới mình xong thì họ lại bị họ đứng trước nhiều cơ hội á, họ lại rời đi, đúng không? Họ kêu làm đây không bằng kia anh ơi, làm cái này ít tiền hơn kia anh ơi. Hồi xưa em làm được có 6 triệu và bây giờ em làm với anh em làm được 20 triệu rồi, nhưng mà công việc kia nó cho em 50 triệu lận anh ơi. Đó là mình kêu, lúc đó em suy nghĩ như này, xin phép được chửi một chút xíu, nhưng mà kêu
tao dạy cho mày kiếm được từ 6 triệu mà lên 20 triệu. Vậy mà mày mày giờ mày có công việc 50 triệu mày dám bỏ ăn đó. Do đó thì chuyện đó chỉ bình thường đó. Mình giúp cho họ họ giỏi hơn thì cái việc mà họ họ giỏi hơn, họ lựa chọn một công việc nào đó nó họ nghe được hào nhoáng hơn, họ nghe được tuyệt vời hơn thì họ bỏ đi là điều bình thường. Hoặc là có một số bạn thì họ không không có kiên trì được, họ làm được. Thì lúc đó em cũng có hơi bị tụt mút chút xíu, em bị cảm thấy hơi hơi nản chút xíu. Mình cứ giống như là các bạn yên tâm là mình các bạn còn sẽ có cảm giác giống mình đấy, là em dạy nó nhiều thôi, có nghĩa là mình dạy được các bạn nó nhiều, mình giúp các bạn nó nhiều, nhưng rồi phát hiện ra là mình dạy xong họ trở thành một con đại bàng và họ bay ra vùng trời khác họ họ làm việc. Thì cái chuyện đó là mình cảm thấy hơi hơi bất công đối với mình chút xíu, đúng không? Đúng. Hơi hơi bất công đối với mình xíu. Và thật sự ra thì lúc đó hơi bị dạng dạng giống như bị phản bội á. Không biết ở đây có ai bị giống dạng người yêu phản bội chưa? Nhưng mà thời điểm đó mình cứ bị như vậy. Nhưng sau đó thì mình lại nhớ lại cái tầm nhìn của Thầy Linh là cái tầm nhìn của Thầy Linh và giấc mơ Thầy Linh là giúp được nhiều bạn trẻ có được cái trải nghiệm tốt hơn, cuộc sống tốt hơn và cuộc sống hạnh phúc hơn. Và khi mình tìm ra được điều đó, mình tìm ra được giá trị mà tại sao mình làm mà ở công việc này, thì mình vui trở lại liền. Mình kêu mình cứ giúp thôi, mình cứ cho đi thôi, các bạn cứ làm tốt thôi. Đúng rồi, sau đó cái việc mà tôi đã giúp được các bạn và cái việc các bạn mà nhìn thấy được mình, nhìn thấy được tầm nhìn ở đây, nhìn thấy được điều tốt nhất ở đây thì các bạn làm việc. Và đối với em thì em nghĩ là không bao giờ em bỏ được cái cơ hội này. Và vì em có một ước mơ lớn, đúng không ạ? Nên là đa em khuyên các bạn là nếu như các bạn có trong mình trong cái đầu tiên đó là cái cảm giác giống mình á, thì hãy suy nghĩ tại sao bạn làm công việc này thật nhiều lần vô. Và do mình là cái trải nghiệm của mình là mình có thể giúp được nhiều người, nên là ra mình không quan trọng cái việc đó. Nhưng nếu các bạn không có được một cái tầm nhìn là giúp được nhiều người giống như mình á, thì các bạn hãy nói cho mình một cái giấc mơ lớn và một cái tầm nhìn lớn. Tại vì trước đây mình cũng đã nói với rất nhiều bạn trẻ là họ làm công việc cũ thì mình hay nói là hãy nói điều em muốn là gì. Và nếu như công việc đó nó giúp em đạt được điều em muốn thì em làm đi, đừng quan tâm những điều tiêu cực. Còn nếu như không giúp được làm được điều em muốn thì rời bỏ ngay đi để thực hiện được điều em muốn, đúng không ạ? Và mình phát hiện ra chỉ có công việc này của mình mới giúp cho mình có được những điều mình muốn thôi, mới giúp cho mình đạt được cái bánh xe cuộc đời mình tốt hơn thôi. Đó là các em vượt qua được những thử thách của em, những trở ngại của em và những cái điều mà khiến cho bản thân mình đôi khi mà mình gọi em gọi nó là bị kẹt năng, bị kẹt năng lượng, đúng không ạ? Nhưng mà sau khi em giải tỏa nó xong thì giờ năng lượng tràn trề rồi. Đó. Bây giờ năng lượng này đi đào kho báu, đang suy nghĩ trong đầu là kho báu nó đang bao nhiêu, phải mang bao nhiêu nhân công đi đào, mang thuê bao nhiêu chiếc xe để lấy về hết, dạng dạng là hết. Bây giờ chỉ có trong tâm niệm của mình là đi đào kho báu thôi, kho báu ở đây quá lớn, quá khổng lồ. Dạ. Đó. Rồi, ok. Rồi, bây giờ còn rất nhiều câu hỏi của mọi người đây. Dạ. Em cũng đang coi. Em coi đọc cho em thầy, ở livestream này của em nó ít thầy đó. Câu hỏi của chị Thương Nguyễn là cho chị hỏi thăm hỏi chăm sóc khách hàng đã sử dụng sản phẩm mình như thế nào và cho họ cảm nhận được lòng mình và họ theo mình. Wow, ok. Ở cái phần chăm sóc khách hàng thì thật sự ra em không phải là điểm mạnh đâu, đúng không ạ? Nhưng mà em nói với mọi người là đầu tiên á, thì khi mà em chăm sóc khách hàng hay là trong quy trình bán hàng của em á, thì nó luôn có một bước cực kỳ quan trọng, đó là bước chuẩn bị, đúng không ạ? Thì em không có chuẩn bị nhiều. Em chuẩn bị về thứ nhất là về năng lượng, cái thứ hai là giấy bút, và cái thứ ba đó là em chuẩn bị được điều em sẽ làm gì cho khách hàng, đúng không ạ? Em luôn luôn ghi ra và nó có những quy trình, và cái này sẽ tùy và phù hợp với mỗi người. Ví dụ như người mỗi người của em là em chăm sóc khách hàng đó, thì ngay lần đầu là em sẽ bán. Em là mỗi người cực kỳ đam mê bán hàng, đúng không ạ? Thì em chăm họ là em bán hàng. Vậy thì em sẽ ghi ra là em sẽ bán gì cho họ, và em bán gì cho họ thì em phải giúp được gì cho họ, đúng không? Thì em sẽ ghi ra được. Và khi mà em ghi ra, trước khi cuộc gọi xảy ra em ghi ra đã. Sau đó thì khi mà trong cuộc gọi xảy ra, là trong lúc cuộc gọi xảy ra thì em sẽ nói được những điều em đã chuẩn bị rồi, thì cái nào sẽ ra ok. Và để cho cái nào hiểu được lòng mình á, thì chỉ có một cái em nói là mọi người đọc một cuốn sách, đó là Tử Huyệt Cảm Xúc, đúng không? Mọi người đọc cho em cuốn sách đó, Tử Huyệt Cảm Xúc. Và khi mà mọi người đọc cái cuốn sách Tự Nhiên Cảm Xúc thì mọi người phát hiện ra là khách hàng họ có rất nhiều cảm xúc, họ muốn được chia sẻ, họ muốn được lắng nghe. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ đơn giản một thứ thôi, đó là lắng nghe, đúng không ạ? Và ở cái thị trường hoặc là ở cái công việc kinh doanh hiện tại, cái việc lắng nghe
tưởng chừng như là nó không giúp chúng ta tạo ra doanh số, nhưng thật sự nó là giúp chúng ta tạo ra doanh số cực kỳ khổng lồ. Khi mà chúng ta lắng nghe, chúng ta lại có giấy bút chúng ta ghi lại được, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta hiểu được người khách hàng này cần chúng ta, thì việc của chúng ta còn lại đó là theo sát thì khách hàng ra quyết định, đúng không ạ? Và em tưởng hôm nay là mọi người sẽ hỏi em nhiều câu hỏi sale nóng, tại vì em có rất nhiều bài học và kinh nghiệm trong bán hàng. Em bán cho khách hàng ngay lần đầu tiên họ mua hàng rồi, hoặc là nếu mà không có mua thì cũng chắc chắn họ mua thôi. Thì em tưởng mọi người sẽ hỏi em nhiều đó, chứ còn về chăm sóc thì có dịp em sẽ mời một bạn bên em về, hoặc sẽ train cho mọi người, hay lắm. Em là một người cũng toàn là chơi tool thôi, đúng không ạ? Toàn chơi công cụ thôi, chứ chăm sóc thì em chỉ có những cái kinh nghiệm như vậy thôi. Và em nhớ một tâm đắc một câu đó là trước khi bán cho khách hàng điều gì thì hãy coi mình giúp được gì cho họ nè, đúng không ạ? Trước khi bán được điều gì, trước khi bán được sản phẩm gì cho họ thì mình hãy coi lại mình giúp gì được cho họ đó, đúng không ạ? Chứ còn cứ bán hàng mà mình đi bán những sản phẩm kém chất lượng xong mình kêu mà mình thấu giúp cho họ thấu hiểu mình thì không phải, đúng không ạ? Mình chỉ bán hàng cho họ thôi, đó là phần như thế đó. Đúng không chị Thương Nguyễn, đúng không ạ? Trong em trả lời câu hỏi nha. Đúng rồi, để mà chăm sóc khách hàng tốt ấy thì tối khoảng ngày mai và tối ngày kia chúng ta sẽ có một bạn chăm sóc khách hàng rất là đỉnh luôn. Đó. Dạ. Còn về sale nóng thì chúng ta hãy hỏi Văn. Đó. Em Văn là một người chứng minh, đúng không ạ? Đúng rồi. Đồng đầu tiến về phía trước. Đúng rồi. Có bạn Nguyễn Văn Hải hỏi em là anh Văn cho em hỏi, để có được giọng nói hay của anh mình cần luyện tập ra sao? Dạ. Thực sự ra thì nó sẽ có một số cái kinh nghiệm, một số cách luyện giọng, và nếu mà nó thật thì bạn đó có thể lên YouTube thôi, đúng không ạ? Search cách luyện giọng thì có những người mà cái nói về nó luyện giọng thì các bạn phải học nó thì lên, đúng không ạ? Nó thì lên, vì có một số người họ giọng nói họ rất là khó nghe, đặc biệt là ở Việt Nam mình là một cái đất nước cực kỳ phong phú á, về thì giọng miền Trung nè, giọng miền Tây nè, giọng miền Bắc nè, thì để mà có một giọng nói thì đối Văn không phải là hay không hay mà là rõ ràng đó, thì Văn chỉ tin tưởng trong đầu là tôi, đúng không ạ? Văn học cái này học từ từ lên, tôi có một giọng nói cực kỳ ấm áp và khách hàng nghe xong là sẽ mua hàng, đúng không ạ? Văn luôn luôn quan tâm niệm như vậy thôi. Đó là NLP á, cái này như là bạn Khải, đúng không ạ? Đó là NLP á, đó là phần NLP á, thì hãy luôn luôn tâm niệm là mình là người có giọng nói tốt thôi, sau đó rèn luyện mỗi ngày. Lên YouTube search, các bạn có thể search là cách luyện giọng á, nó có nguyên bộ tài liệu là chữ A nó là sao, chữ O nó là sao, chữ B nó là sao, chữ C nó là sao, và sau đó chúng ta NLP thôi thì nó sẽ vượt qua và sẽ có giọng nói hay, đúng không ạ? Chứ và cuối cùng vẫn là tin tưởng vào bản thân là mình sẽ có giọng nói hay, đúng không? Mà em thấy có nhiều bạn giọng nói hay chứ em giọng nói tạm được, đúng không? Giọng em sexy. Đó, sexy. Đó, em nhớ là cái đó có một giọng nói cực kỳ. Ok, đó. Có một bạn cần hỏi tiếp này. Nếu mà nói về để luyện giọng ấy thì chắc là tuần tới, trong những cái đợt livestream tới thì anh sẽ có một buổi huấn luyện training cho chúng ta về kỹ năng thuyết trình, và trong đó thì có một phần rất quan trọng đó là về giọng nói, bởi vì gốc của mình đó là ngày xưa mình nói tiếng Hà Tĩnh rất là khó nghe, nhưng bây giờ sau đó bằng cái phương pháp tập luyện thì đây là một cái trải nghiệm thực tế luôn, thì mình sẽ chia sẻ chúng ta một cách rõ ràng đầy đủ và để chúng ta tôi luyện ra được. Ok, đó là các bạn thấy không, mình không dám mua điều qua mắt thợ đâu, coi là gì của mình các bạn hỏi là mình chém luôn, chém đúng không ạ? Ok đó, nhưng mà bây giờ là câu hỏi dành cho em rồi. Có bạn hỏi là chỉ em telesale đỉnh cao với telesale đỉnh cao thì nó có hai phần, đúng không ạ? Phần đầu tiên đó là về quy trình, đúng không ạ? Đối với anh đó thì anh không có tâm lý, anh gọi là không có tâm lý giống như mấy chị phụ nữ, thì anh chỉ có quy trình thôi. Và quy trình của anh thì nó có các bước, đúng không ạ? Nó có khoảng 8 bước để mình làm theo. Và anh có quy trình đó thì anh lặp đi lặp lại. Thậm chí là mình đi ra ngoài mình nói chuyện với bà bán chả cá đó, mình cũng dùng quy trình đó luôn, đúng không ạ? Mà thậm chí em ra ngoài em giới thiệu cho anh là em ra ngoài mà chốt khoa học về marketing á, em cũng dùng quy trình bán mỹ phẩm luôn, em chốt bình thường thì nó là quy trình. Nhưng mà có một thứ mà em gọi là telesale đỉnh cao mà em muốn chia sẻ mọi người đó, đó là kỹ năng bám đuổi, đúng không ạ? Kỹ năng bám đuổi
em gọi nó là kỹ năng đánh đuổi. Trong quy trình của em nó có quy trình 7 lần gọi đúng không ạ? Nhưng mà em có một người khách hàng á, em ấn tượng với chị này là em đã gọi chị này đến khoảng 26 lần. Đúng không ạ? Mà mình nghĩ mình gọi 26 lần là kinh rồi nha. Mình sau đó mình nói chuyện với một số bạn ngoài Hà Nội, mình phát hiện ra bạn nó gọi 40 lần. Và mình phát hiện mình với bạn đó đều dùng một chiêu giống như nhau. Và mình nghĩ là nó sẽ giúp các bạn trong phần, các bạn có thể ghi ra, và nó sẽ giúp cho các bạn trong cái phần bán hàng. Nó có thể giúp các bạn gia tăng doanh số và giúp các bạn có nhiều tiền bởi tuyệt chiêu này, đúng không? Cái tuyệt chiêu này cũng cực kỳ đơn giản thôi. Đó, thì có thể mình gọi nó là các bạn nên học được tuyệt chiêu này. Không biết bao giờ ở đây cũng nghe không ạ? Đấy, không biết. Ôi! Đúng không ạ? Em mơ ngày hôm nay nè, lúc mà em đang trước khi đang có là buổi tối á, thì em đang đi cà phê á, thì chị này chỉ nhắn tin lại là chị lại tiếp tục mua hàng. Và em kể mọi người nghe là để mà bán được cho chị này lần bán được cho chị này thì em gọi chị này đến là tổng cộng là 28 lần, kể cả nhắn tin, có nghĩa là tiếp xúc với chị này là 28 lần. Và mình có một cái ở trong cái phần mềm của mình á, trong phần mềm bán hàng của mình á, mình có phân loại ra 5 loại khách hàng. Và mình nghĩ hiện tại các bạn đang bị yếu cái này, và mình rất nhiều lần là mình muốn chia sẻ cho rất nhiều anh chị em bán hàng là các bạn phải phân biệt được loại này. 5 cái hàng của mình á, mình phân loại là đồng, đồng đúng không ạ, là loại thấp nhất, bạc, vàng, kim cương, và một loại nó là loại titan đúng không ạ. Mình phân loại khách hàng và mình xác định đó, loại đồng là loại gì, là khách hàng họ vào chơi cho vui đúng không ạ, họ hỏi cho vui thôi. Khách hàng bạc là gì ạ, là khách hàng dạng họ có một chút xíu nhu cầu nhưng mà họ không có tiền, họ không có mong muốn mua. Khách hàng vàng là gì ạ, là khách hàng họ có nhu cầu, họ muốn mua nhưng mà nó còn bị cản trở đúng không ạ, bởi tài chính. Và khách hàng kim cương là khách hàng họ có nhu cầu, họ sẽ là gì ạ, mình sẽ định giá họ có cái, họ mình định giá bằng túi tiền của họ, mình nói chuyện. Và mình có một cái chị khách hàng mà mình gọi là chị khách hàng, là chị khách hàng titan. Thế thì mình dùng quy trình mình bán cái chị này, các bạn biết là mình gọi chị đó liên tục. Và cứ mỗi lần mà mình gọi cho chị đó đó, thì mình ngồi ghi ra ngay tờ giấy là tôi sẽ nói gì với chị khách hàng này, tôi sẽ nói gì với chị này. Đó, mình lấy số điện thoại mình gọi chị này thì mình phát hiện ra rằng là mình đã dùng đến 16 cái số điện thoại để mình gọi chị này. Và mình đã phải nhờ trợ giúp của tổng cộng là 5 bạn telesale để mình bán được cho chị này. Các bạn hiểu không? Là đầu tiên là mình bán được cho họ lần đầu. Và mình ấn tượng với cực kỳ với lần đầu đó là mình bán cho họ, mình bán cho chị đó tổng cộng là 45 phút đồng hồ, nhưng mà chị đó không mua. Vì một câu nói mà mình cực kỳ ấn tượng luôn, là trước giờ chị dùng mỹ phẩm của em thì chị toàn dùng hàng nhập thôi, chị không có tin tưởng hàng Việt Nam. Và hàng nhập của chị thì toàn là 30-40 triệu mà hàng của em tự nhiên có 6 triệu mấy, nên là chị cảm thấy không tin về chất lượng. Ủa thầy hiểu không ạ? Cái live stream mà đừng đưa khách hàng coi nha. Ủa mình bán sản phẩm là mình bán 6 triệu 9 là mình lời 3 triệu rồi. Mà mình rất nhiều người nói mình là ủa anh ơi, anh bán mỹ phẩm mà sao bán giá cao vậy, khách hàng sao họ mua. Ủa ơi, ngày hôm đó mình gặp đúng chị đó, chị đó nói mình là mỹ phẩm đi, mỹ phẩm rẻ quá, tôi không tin về chất lượng. Thế là mình cho chị đó vô khách hàng titan luôn. Mình dùng quy trình 7 lần gọi. Cái này các bạn vô vào đội nhóm thì link đó, là các bạn sẽ nhận được một bộ quy trình để bán hàng, là bộ quy trình 7 lần gọi. Hoặc các bạn có thể comment xuống tôi muốn thì lên gửi các bạn quy trình 7 lần gọi. Ở đây anh chị em sale trong đội nhóm đây mà F&B là có hết, đúng không? Thế thì mình gọi 7 lần, không chị đó không mua là không mua, nghe giọng mình thôi cúp máy. Thế là mình, lúc này mình luôn mình phân loại chị này titan. Thế là cứ bạn nào mà mới về telesale mình kêu em gọi chị này đi. Chị này giàu lắm, chị này muốn mua lắm, mà tại bữa giờ chị bận á, thành ra chị không có mua. Thế là nó gọi. Xong rồi mình kêu là em sẽ nói gì với khách hàng này nha. Là do chị này chị hay bận nên em mà nói em bán hàng mà chị đó chị không có mua đâu. Rồi chị đó chị la đó, nên em chị nói khác đi. Thế là cứ mỗi lần mà gọi cho chị đó là tụi mình ghi ra mỗi kịch bản. Và các bạn biết là đến lần thứ 15 á, thì chị đó chỉ gọi tới 15 là chị vẫn chưa mua nha. Mình gọi luôn, chị ơi chị có nhớ em là ai không? Thì chị mới em là cái thằng mà bán hàng đúng không? Chị đã kêu chị không mua rồi, mà sao em cứ gọi chị hoài vậy? Em còn cho mấy bạn nhân viên công ty gọi cho họ chị hoài vậy. Em có tin là ngay ngày mai thôi, chị có rất nhiều bạn nha, là báo chí nè, rồi là công an nè, là xử lý tụi em không? Cái mình chỉ nói đúng một câu này cho chị đó. Tại vì thì thật sự em nói chị, em có hai thứ mà em muốn nói chị là em rất tức. Tức cái đầu tiên là chị nói là sản phẩm của tụi em không có chất lượng nên em bằng mọi giá thì bán cho chị. Cái thứ hai là em thấy cái tình trạng của chị á, là bị vết nhăn,
mà chị kêu chị dùng nhiều loại mỹ phẩm tốt mà chị có hết đâu, đúng không ạ? Nên là em phải giúp cho chị bằng được, còn không em sẽ rất áy náy, đúng không ạ? Và sau đó mình sau đó chị cúp máy luôn, mình nói như vậy thôi. Sau đó mình nói với chị đó là thôi bây giờ đến khi nào mà chị dùng thử sản phẩm bên em đi thì em sẽ không gọi gì nữa. Sau đó chị kêu rồi có gì tao mới bút chị gọi lại, rồi chị nghỉ, đúng không ạ? Sau đó tiếp tục như vậy đến lần thứ 25, 26 là rất nhiều bạn rơi qua. Thì sau đó có một lần đó là chị đó chị quyết định rằng chị mua hàng nhưng mà không mua hàng của mình, đó là chị mua của một bé, của một bé đội nhóm khác rồi. Tại vì em đợt đó em bị mất cái nick Facebook, xong rồi chị đó không, chị không tìm liên hệ được em nữa và số điện thoại em cũng bị mất luôn. Thì sau đó thì cái bạn đó là cái bạn cũng cùng trong team, cũng cùng trong văn phòng, và chị này chỉ ra quyết định chị mua, chị kêu là tụi này nó gọi hoài rồi chị quyết định chị mua. Sau khi chị mua thì chị phát hiện ra là chị mới hỏi, chị đã đồng ý hết rồi, nhưng mà tới phần địa chỉ á, đúng không, thì chị kêu là nhưng mà cái này là em xin, chị xin lỗi em nha, chị chỉ mua của thằng nào tên Hiếu thôi, tên Hiếu thôi, cái thằng đó là bữa giờ nó bán chị lâu lắm, đúng không? Và sau đó mình, các bạn biết là cả công ty có biết mình tên Hiếu đâu, mình nói với cái hàng mình tên Hiếu mà. Và sau đó đi tìm hỏi rất nhiều người Hiếu, nhưng mà chị đó kêu đều không phải. Chị nó kêu cái thằng mà có nói chị nghe là chị nhận nó liền, cho nó ra nó liền. Và sau đó thì cái bạn nhân viên mà các bạn mà đi tìm Hiếu, hỏi Hiếu không tìm ra. Sau đó thì bạn nói kêu chỉ có một ông là cũng là Hiếu, nhưng mà ông này là Hiếu Văn nè. Và sau đó ông hỏi anh ơi anh có ai tên số điện thoại này không, có số điện thoại Tướng Quý Năm không. Và sau đó mình sợ có chị này để gọi, và mình gọi điện cho chị đó, thì chị đó chị ra quyết định mua hàng. Và rất là hay khi mà chị đó dùng sản phẩm của mình, chị đẹp, chị giới thiệu cho mình rất nhiều người khách hàng luôn. Nên là một trong những cái tâm niệm của mình đó là mình đã phân loại được khách hàng nào, một khách hàng titan rồi thì bám tới cùng, đúng không? Là khách hàng đó chắc chắn mua thôi, đúng không? Nên không có quy trình, không có đỉnh cao đâu, bám sát, đúng không? Thì sát phân loại ra khách hàng, và hãy dành thời gian của bạn, hãy dành thời gian quý báu của bạn để bán cho những người nào xứng đáng. Và sau khi mà các bạn biết, đúng không, các bạn bán được cho họ rồi thì điều gì xảy ra? Họ mang tới cho bạn rất nhiều người khách hàng, họ mua đi mua lại của bạn, và họ còn mua cho bạn nhiều sản phẩm mới nữa, đó là sự xứng đáng. Nên em tôi nghĩ là một trong những cái quy trình hay nhất của em đó là xứng đáng rồi. Cái sự em ghi cái từ là khách hàng phải xứng đáng, đúng không? Xứng đáng chứ. Đó, đó là một cái mẹo, một cái kinh nghiệm. Đó. Chính xác. Rồi. Có bạn hỏi tiếp này. Trong team anh đã có bạn nào không hề biết gì về marketing và thậm chí không biết sử dụng máy tính mà các bạn đã thành công cùng các anh chưa? Năng lượng trong em rất lớn nhưng kiến thức về marketing con người em giờ đang là tờ giấy trắng. Dạ. Thực sự ra em nghĩ cũng giống quay lại cái câu chuyện là đầu tiên cả thế giới không tin mình, đúng không? Nhưng mình phải tin mình. Dạ. Đúng không ạ? Cái thứ hai đó là khi các bạn, khi chị vào cái đội nhóm của Thùy Linh á, thì cả thế giới có không tin chị đâu chăng nữa, hay ngay cả chị không tin chị đâu chăng nữa, thì vẫn có tụi em, vẫn có Thùy Linh, vẫn có những người, con người tuyệt vời sẽ tin tưởng chị và sẽ giúp cho chị và sẽ kèm cặp với chị đến khi nào chị làm được thôi. Và thật sự ra trong team em nói thật ra team em là mấy bạn mà không biết về marketing rất nhiều lắm, nhiều vô số kể. Tại vì cái mối quan hệ của em là em không có học ngành công nghệ thông tin, em học ở ngành là tài chính ngân hàng. Và thành ra là cái việc mà marketing đối với em nó không có biết được nhiều. Thành ra là những người mà em mang tới cũng toàn là không biết. Và ngay cái thậm chí em á, ngay cái thậm chí em, đúng không ạ, em chia sẻ với Thùy Linh là thời gian đầu em không biết về marketing thôi. Dạ. Em lần đầu tiên không vô bán hàng thì em chỉ biết bán hàng thôi. Và sau khi mà em ra ngoài em làm thì có các bạn họ chạy marketing họ giỏi á, xong họ liên hệ mình, họ kêu là em chạy rồi anh chia 50-50. Thời gian đầu em cũng làm như vậy luôn. Nhưng mà tới một thời điểm đó rồi là các bạn nó không care được em nữa, không có thể là giúp được em nữa, họ cũng bị sấp mặt. Là thời điểm đó. Và sau đó em ngồi lại em kêu chẳng lẽ mình phụ thuộc họ cả đời, chẳng lẽ cứ để cái cản trở là marketing này nó khiến cho em bị yếu đuối cả đời. Và sau đó em kêu em là một người chạy marketing xuất chúng, em là người quyết quảng cáo xuất chúng, đó là chị ghi là chị là một người marketing xuất chúng, em ghi ra như vậy luôn. Mà thật sự em chia sẻ với Thùy Linh là đến thời điểm này em có thể khẳng định là em quảng cáo rất rẻ luôn, rất giỏi luôn. Rồi em kêu là giờ em chạy quảng cáo bao phê luôn, viết content em viết trong 5 giây, em đọc 5 giây là ra được content, ra bài liền. Thật ra là em thấy là đầu tiên là chúng ta phải luôn tin tưởng vào bản thân. Nên em nghĩ là nếu như mà chị trong chị kêu là khát khao chị rất lớn
thì em nghĩ là chị phải tin tưởng bản thân chị. Và cộng thêm một số chất xúc tác á, là sắp tới đây có một khóa học là 16, 17, 18 á, là của thầy Linh đó chị. Thầy Linh dạy rất kỹ luôn. Thầy Linh dạy cho chị là 3 ngày 3 đêm về marketing. Thầy Linh dạy chị 3 ngày 3 đêm về kinh doanh. Thầy Linh dạy chị 3 ngày 3 đêm về bán hàng. Và sau đó thầy Linh còn cho chị thêm 30 ngày miễn phí tại văn phòng thầy Linh để học về marketing. Nên chị có thể chị tham gia. Nếu như chị nói là cách nào của chị trong chị đủ lớn thì chị inbox thầy Linh để chị tham gia học đó. Em thấy là cực kỳ xứng đáng. Nếu như chị kêu là chị có khát khao lớn đó. Theo em thì em chỉ có một bí kíp thôi, là tin tưởng, đúng không ạ? Nên có một cái phép gọi là cái tin tưởng nó rất hay. Yeah. Nói chung là yeah, cái này thì có rất nhiều, thực ra là trong team của chúng ta còn rất nhiều bạn trước đây không biết về máy tính, không biết về con chữ luôn. Nhưng sau đó thì là những người viết quảng cáo rất hay và chạy quảng cáo số rất rẻ luôn. Đó, rất nhiều. Chính xác. Thậm chí là gần đây nhất là có chị Thơm mà gần 40 mấy tuổi đấy mà làm sau đó đúng ngày đầu tiên vào đánh máy không được, gần khóc. Đó, nhưng sau đó là bằng cách khóc luôn hết. Liên tục bây giờ quảng cáo rất là rẻ. Đúng không? À, Ngô Chí Hải hỏi em như thế này. Anh ơi, em chưa bao giờ sell ạ. Có học thầy Linh chỉ là gọi 400 phút một ngày liên tục một tuần. Mình phải làm sao để cuộc gọi mình diễn ra lâu hơn ạ? Anh cho em vài lời khuyên đi ạ. À, cái này thì chắc là anh xin phép trả lời một chút. Cái này anh xin phép trả lời một chút rồi sau đó em trả lời nhé. Thứ nhất á, là anh chỉ cho em về cách mà chúng ta gọi 400 phút. Nhưng em lại chưa bao giờ sell. Mà khi mình giống như là em đi học võ, thầy chỉ cho mình đấm, chỉ cho mình rất nhiều chiêu, nhưng mình lại không bao giờ mình đứng ra để mình tập thực hiện một cú đấm nào cả. Thì làm sao mà mình gọi được, làm sao mà mình biết được. Thì mình muốn sell được ấy, thì bản thân mình phải nhảy vào, mình phải bốc máy lên, mình phải gọi điện, mình phải tư vấn, mình phải sell. Thì bắt đầu mình phải có những bạn từ đó. Thì bắt đầu từ đó, từ ở đây là anh Văn đã cho chúng ta một cái kịch bản về sell, là chúng ta sẽ demo dựa trên cái kịch bản sell đó. Chúng ta bốc máy lên, chúng ta tưởng tượng là bắt đầu vào đầu tiên chúng ta nói gì, khách hàng tự nói gì, rồi khi mà khách hàng nói như vậy thì mình phải nói là sao, rồi sau đó dẫn dắt sao, đưa vô vấn đề sao, giải quyết vấn đề sao. Thì có một cái kịch bản đó thì chúng ta thực hành theo cái kịch bản đó. À, thì đó là một cái câu trả lời của anh dành cho em. Còn bây giờ là đúng rồi. Thực sự ra thì em cũng đồng ý với thầy đó, là chúng ta không thể nào là học viên mà cứ xem thầy đánh hoài được. Có cái câu chuyện mà thầy Linh cũng từng dạy anh đó, là có một cậu học sinh đúng không ạ, cậu đó đi học võ trong vòng 3 năm và sau đó các bạn biết là cậu đó chỉ cần nhìn trên TV thôi, thấy thế gì đó thì cậu đó chuẩn bị nó ra đòn này nè, chuẩn bị nó đánh như này nè, đúng không ạ, chuẩn bị nó sáng lên kia như này nè, né đi rồi sau đó cậu ấy nói rất hay đúng không ạ, nhưng mà sau đó cậu ấy lên tượng đài, cậu đó nhìn thấy là cái chiêu thức của đối thủ ra là nó như thế nào luôn, nhưng mà cậu ấy cũng bị né thì bập phát ăn bạch tai rồi. Tại vì sao các bạn biết không ạ, là vì không có sự luyện tập. Nó thầy rất rõ ràng. Em rất thấm cái câu chuyện đó. Nhưng mà thật sự ở đây anh vẫn hiểu cho các bạn, là các bạn kêu các bạn gọi điện, tại vì anh là người cũng là người trực tiếp bán hàng mà. Thật sự đang gọi điện cho khách hàng vừa nghe giọng mình thôi cúp máy rồi. Thì đôi khi 400 phút nó diễn ra là cực kỳ cay đắng đúng không? Thật sự đó là cũng giống như cái câu chuyện mà anh chia sẻ là anh gọi cho chị kia 28 lần ấy. Đúng không? Thì trước mỗi cuộc gọi anh đều hình dung ra là anh sẽ nói gì với chị đó. Và nó có một câu nói là bạn biết sai, đúng không ạ? Bạn biết bạn đâm đầu vào ngõ cụt mà tại sao bạn cứ đâm vậy? Tại sao bạn không cho phép mình ghi ra đi? Mình ghi ra sẵn đi là chị, bạn vô bạn có cái hút này, bạn sẽ nói gì với chị này. Và đừng quan tâm là đừng có đặt ra vấn đề là bạn nói gì 400 phút đó để bán hàng. Bạn hãy quan trọng là 400 phút đó là bạn đi kiếm một người khách hàng nào đó để bạn luyện tập. Đúng không? Các bạn luyện tập miễn phí mà. Văn kêu Văn gọi một người khách hàng nào mà chị nói chuyện Văn, Văn vui lắm đúng không? Văn thậm chí người ta có từ chối, Văn không suy nghĩ nè. Dạ chị từ chối. Ôi em rất vui tại vì ngày hôm nay em có một người để em luyện tập được xử lý từ chối. Đúng không? Chứ chị đã đồng ý thì Văn gọi đâu có cảm hứng đâu. Nên đối với Văn á, Văn đi tìm sự từ chối để Văn luyện tập được sự từ chối. Đúng không ạ? Có thể Văn nói là đến vào thời điểm bây giờ mà Văn phải bán hàng để mọi người có thể nói Văn gọi là Văn là thánh sale, Văn có thể bán hàng được. Là vì Văn đã trải qua rất nhiều sự từ chối. Đó, Văn chưa thấy một người nào bán hàng tốt mà chưa trải qua sự từ chối đủ nhiều cả. Nên là đã 400 phút đôi khi anh á,
Đầu tiên đó là động lực để bạn Chí Hải có thể gọi điện được, là em hãy đi tìm người tập luyện và nói chuyện với em cùng 400 phút, vì đó là một bài tập, vì đó là một cái nhiệm vụ để em có thể tăng level, để em có thể nâng được cấp của bản thân của em. Anh đã từng nghe được cái câu của thầy Linh là thầy Linh bắt là một ngày 400 phút. Anh lúc đó anh cũng nghĩ là hai ngày gọi 400 phút là lòi học luôn. Thực sự là tại vì tính anh là anh hay cười và anh hay nói những câu đó. Nhưng mà thật sự ra anh về nhà và anh ghi ra, anh đều ghi ra đó là nhiệm vụ của tôi. Và giờ nếu mà anh nói thật nha, các bạn đã từng chơi game chưa? Anh nghĩ là các bạn ở đây chơi game hết rồi đúng không? Có một cái game nó ghi ra một cái nhiệm vụ mà khó, cực kỳ khó. Thì nhiệm vụ mà chúng ta chinh phục nó thôi, chúng ta hoàn thành nó thôi, đúng không? Quan trọng gì đâu cái kết quả, quan trọng gì đâu phần ngữ. Tại vì nếu bạn không chinh phục được nó, bạn không qua được level đó thì bạn không tăng cấp, bạn không trở thành một người mạnh mẽ hơn, bạn không trở thành một người giỏi hơn, thế thôi. Nên thật ra quyết định gọi 4-5 phút là đi tìm một người hay đi tìm cái này luyện tập cùng với mình. Và anh nghĩ là đây 4-5 phút của thầy Linh đưa ra nó chỉ là quá trình luyện tập thôi. Và em cứ suy nghĩ, cuộc gọi nào em cũng suy nghĩ là em luyện tập, đúng không? Em luyện tập. Và cứ một cuối cuộc gọi em ghi ra là lý do tại sao cái này từ chối mình, lý do tại sao cái này nói chuyện với mình không đủ lâu. Và chỉ có một cái câu nói là khi em tìm ra được những cái câu hỏi đó rồi thì em suy nghĩ ra giải pháp. Và nếu như em không suy nghĩ ra giải pháp, em cảm thấy cực kỳ may mắn nữa, đó là em ở trong đội nhóm thầy Linh. Em đi hỏi bất cứ ai họ cũng chỉ cả. Thậm chí là đối với anh, thực sự là nhiều bạn hỏi anh những câu hỏi rất bưng bơ, hỏi anh là những câu hỏi mà anh ơi cái này từ chối nói thì giá là sao. Anh học thầy Linh đó, anh đang cũng đang quay bộ DVD, anh cũng đang quay bộ video. Khách hàng hỏi từ giá, anh bấm chỉ giá, anh gửi cho bạn luôn cho nó lẹ. Chứ trước đây là nhiều người hỏi anh những câu hỏi như vậy đó. Nhưng mà anh bây giờ anh cũng bắt đầu, anh có những cái tài liệu đó rồi. Đúng rồi, thầy Linh cũng có những cái tài liệu rồi, nên các bạn cứ thoải mái thôi, lên level, đúng không? Lên level của mình, cứ kêu đây là game thôi mà. Mà em thấy công nhận cái công việc của mình như game rồi, có thất bại cũng không mất gì đâu. Anh nói thật đó, là nếu như trong công việc kinh doanh của anh chỉ cần một phần mà anh đưa ra đúng cái sai lầm thôi là cả quán anh sạc nghiệp, cả quán anh phá sản, cả quán anh mất số tiền rất lớn. Nhưng ở đây em phát hiện ra sai lầm chẳng có gì cả, đúng không? Cứ làm thôi, cứ gọi thôi và rút kinh nghiệm từ những cái sai của mình. Chính xác. Thì chắc chắn em sẽ làm được. Rồi. Có thêm câu hỏi này nữa em. Anh đang luyện tập trong thời, anh có hai câu hỏi anh gộp vô luôn nhé. Nguyễn Ngọc Quế hỏi là anh Văn luyện tập trong thời gian bao lâu để trở thành thánh sale, và trong thời gian đầu khi anh sale thử thách lớn nhất của anh là gì? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là anh Văn cho em hỏi làm sao để cuộc nói chuyện với khách mình luôn là người dẫn dắt câu chuyện và cách mình đối phó với tình trạng bán phá giá. Ừ, đúng rồi. Em hỏi câu hỏi, xin trả lời câu hỏi đầu tiên là luyện bao lâu. Thì em luyện, anh luyện tới giờ mà, tới giờ anh vẫn luyện mà, đúng không? Anh luyện trên livestream, anh luyện trên cái việc mà gặp mỗi người mỗi ngày á. Và mỗi ngày anh cho phép mình, bản thân anh có hai thứ mà anh phải đạt được, đó là mỗi ngày anh phải thực hiện được một cái thương vụ mà anh phải trở thành người thắng cuộc. Có nghĩa là gì? Là mỗi ngày anh đều phải thực hiện một thương vụ, một thương vụ trong việc là chốt khoa học hay chốt khách hàng hay là bán hàng cho khách hàng hay là bất cứ gì đó. Anh đều gọi là mỗi ngày tôi phải thực hiện được một thương vụ thành công. Và cái hai là mỗi ngày anh phải kiếm được 4 triệu. Đó là hai thứ là khiến cho anh luyện tập tới giờ này, anh vẫn luyện tập, đúng không? Nhưng mà để nó gọi là để bao lâu để trở thành thánh sale thì anh phát hiện ra là anh luyện cỡ khoảng sau khoảng 1 tháng ấy, thì bắt đầu anh bán được ra đơn hàng rất nhiều. Và anh cảm thấy cực kỳ may mắn là anh ở trong đội nhóm này, tại vì anh cứ luyện và anh cứ đi hỏi. Có một thứ là anh là con người cực kỳ ham học, cứ càng khó là càng học, càng khó là càng học, nên cái quá trình anh ra kết quả khá nhanh. Và nó anh khuyên em á, là nếu mà thật sự ra một bí kíp của anh trước giờ thôi, đó là anh ghi ra được những điều anh muốn. Vì anh em xin phép chia sẻ về cái một lần cái, có một cái ngày đẹp trời rồi, là cái câu hỏi, cái câu trả lời này cũng liên quan câu thứ hai, đó là ngày hôm đó em bán và em cảm thấy rất nhạt. Em bán hàng nhưng mà em cảm thấy rất nhạt, nhưng mà tới cuối ngày em vẫn bán được 2 đơn hàng, đúng không? Nhưng sau đó thì em có một cái linh tính gì đó không hay, em nói 2 đơn hàng thì chắc chắn hủy rồi, đúng không? Chắc chắn là khách hàng này nó lại bị phá giá, lại mất khách hàng rồi. Và đúng khi mà trong đầu em suy nghĩ là cái điều mà có sự phá giá rồi, thì buổi tối khách hàng nhắn tin cho em ơi chị không mua nữa nhé, chị có con bé kia nó bán cho chị rẻ hơn, nên có gì chị sẽ gọi lại cho em sau, cảm ơn em.
Và có một người thì họ nói với chị với em là chồng chị không cho mua, nên có gì chị gọi lại cho em sau. Và cả đêm đó là em, cả đêm đó luôn em mất ngủ. Thì em kêu ủa điều gì đã xảy ra, tại sao mình đã bán hàng được rồi, miếng ăn tới miệng rồi mà vẫn còn rơi ra. Thì em phát hiện ra giống như câu nói là mình phải làm sao để mình có được niềm tin của người khách hàng, đúng không ạ? Và có được niềm tin của người khách hàng á, cái câu trả lời cụ thể mà có được niềm tin của người khách hàng á, thì mình lại càng phải tin vào mình, đúng không ạ? Mình tin là sản phẩm của mình là có cái giá, nó không có bị phải, không có cái giá nào rẻ hơn đâu. Anh khẳng định luôn, anh bán tới ngày hôm nay, tuy là đơn hàng anh nói về tiền anh lợi nhuận rất nhiều, nhưng mà anh nói thật lắm, nói nó thật luôn là đơn hàng của anh là lợi nhuận không có. Và tại vì sao ạ? Anh bán cho một thứ mà theo anh nghĩ, và tới giờ này em vẫn nói với đội nhóm của em đó là gì, đội nhóm của anh rất nhiều bạn, nhưng mà anh tụi anh không bao giờ bán phá giá, là vì sao? Vì anh nói có một thứ nó khiến khách hàng họ mua hàng, đúng không? Và họ phải mua hàng, và cái này đắt bao nhiêu họ phải mua, đó là niềm tin, đúng không? Đó là niềm tin. Yeah. Vậy thì ngay ngay cả bạn mà không tin vào bạn, bạn kêu là sản phẩm ngoài kia nó rẻ hơn sản phẩm của bạn, thì có nghĩa là bạn đang nói là sản phẩm của bạn nó rẻ, nó đắt, đúng không ạ? Nhưng trong khi anh kêu đây là sản phẩm của anh nó quá rẻ, tại vì ngoài cái giá cái sản phẩm anh nhập được từ công ty về, thì anh còn bán cho họ niềm tin mà, anh còn bán cho họ uy tín của anh mà, anh còn bán cho họ những thứ khác mà. Thế thì những thứ này nó rẻ đắt ạ, nó đắt, những thứ này không được giá được. Và thậm chí cái chị giao hàng cho em á, chị đó nói là ủa sao em ơi em bán giá gì cao vậy, mấy đứa kia nó bán một hộp là 60 viên có 6.6 thôi, tụi em bán 30 viên 8.9. Thì thật sự ra em nói dạ có một thứ mà tụi em bán nó khách hàng họ cảm nhận được, đó là uy tín và niềm tin của tụi em, nên họ đã quyết định họ mua. Chứ còn sản phẩm này thì em nghĩ là người ta chạy quảng cáo nhiều lắm chị, nhưng mà họ biết, họ nghe, họ vẫn mua của em, là vì tụi em bán cái niềm tin với cái giá nó phải chăng. Và cái giá rẻ, con thứ tụi em bán là bán niềm tin. Em nghĩ là em vẫn vẫn bán niềm tin, nó rẻ. Và cái nhiệm vụ khi mà bạn đã bán niềm tin và bán uy tín, thì việc của bạn là làm sao để khách hàng họ mua được hàng, làm sao để khách hàng họ sử dụng được hàng, và làm sao khách hàng họ nhận được giá trị từ cái sản phẩm của bạn giao cho tới cho họ. Em dạo này em hay kể cho hệ thống của em và đội nhóm của em cái câu chuyện là về việc mà điều trị ung thư rồi. Có ba người đàn ông đi điều trị ung thư, chỉ có một người sống, một người thì sống được vài năm, một người thì chết ngay những tháng đầu tiên. Ồ, mạng của Văn bị giật tiếp rồi. Em dùng 3G xem sao Văn ơi. Ok này. Rồi. Ok ok. Để rồi, đặt. Ok rồi. Ok rồi. Hello tất cả những anh em mới chúng ta mới vào sau nhá. Văn em thử dùng 3G xem. Nó bị hơi giật, bị giật. Lag rồi. Bị lag rồi Văn ơi. Đứng hình rồi. Em ra rồi em vào lại. Em ra rồi thử vào lại. Rồi bây giờ đang mời Văn vào. Hello thầy. Rồi. Ok, để em lấy cái ghế. Rồi, các bạn cùng chờ một chút để Văn quay trở lại đây rồi. Đây, em quay lại đây.
Ok. Rồi ok. Yeah. Chắc rõ hơn. Em ngồi trong phòng kín thành ra là cái wifi nó bị xuyên tường với lúc nó bị vấn đề. Yeah. 3G thì em chưa kịp đăng ký lại. Thì đó là một trong những cái kinh nghiệm của em rồi. Dạ. Dạ. Và thật sự ra thì em phát hiện mọi người hay có một cái em chỉ có một cái gọi là kinh nghiệm của em thôi, là mỗi sáng là em phải ghi ra được điều em muốn là gì. Nó nhắc nhở bản thân em. Dạ. Đúng không? Và em phát hiện ra nếu như em ghi điều em muốn liên tục ra thì những điều em muốn nó sẽ thành hiện thực. Còn những câu hỏi thì nó là chỉ là mình đi tìm giải pháp thôi. Và em thì em thấy là đội nhóm mình giải pháp là đội nhóm rất nhiều giải pháp. Nên có rất nhiều người họ tới đây họ chỉ muốn học thôi. Nhưng mà thật sự khi họ học họ lại cảm nhận được giá trị ở đây, họ làm việc với tụi mình luôn. Nên mình nghĩ là các bạn đầu tiên là sẽ tới đây để học nhiều, đúng không ạ? Khóa học thì Linh nó luôn có sẵn, các bạn có thể học. Cái thứ hai là các bạn có thể tới đây để trau dồi thêm cho mình, cuộc sống của mình nó trở thành ý nghĩa hơn và nó hạnh phúc hơn. Tại vì ở đây nó rất nhiều giá trị, đúng không ạ? Yes. Chuẩn luôn. Rồi ok, mình vào câu hỏi nào không thầy ạ? Hiện tại thì chưa có thêm câu hỏi. Nhưng hôm nay là chúng ta hôm nay livestream của chúng ta đến đây cũng là đến những cái giờ phút và gọi là cuối cùng rồi. Thì đây là một cái câu hỏi cuối cùng anh dành cho em. Thì em có một cái sau mà thời gian là một năm em hơn một năm rưỡi. Thì bây giờ là em năm ngoái em cũng đã trở thành gọi là Blue Diamond rồi. Thì em có một cái chia sẻ gì cho mọi người để cho một cái kinh nghiệm, một cái lời khuyên giống như dành cho tất cả các bạn đó, là sao để mình vừa bán hàng tốt và mình vừa xây dựng đội nhóm tốt để mình trở thành Blue Diamond như bây giờ. Yeah. Phó chủ tịch đấy. Thật sự ra, em chia sẻ mọi người đó mọi người. Cái câu chuyện mà ngày hôm nay mà thực sự Văn muốn chia sẻ tất cả mọi người đó là về niềm tin, là cái niềm tin. Văn nói thật là nếu như Văn có cái thời điểm mà em nói thật với thầy là em sẽ đạt được team lead nếu như mà mình không nói về New Zealand quá nhiều, tại vì em nói về New Zealand em sợ đi New Zealand, em lại ngán đi New Zealand, chứ không thì em khẳng định là em có thể là trở thành team lead, tại vì đó là em đã làm win wifi team lead được 3 tháng rồi và điểm số trong cái kho của thầy Linh của cô Nga nó cũng còn khá nhiều. Nhưng mà có một cái thứ mà nó cũng là một cái điều đáng tiếc của em, tại vì tới bây giờ em kêu ôi tới thời điểm đợt đó mình nếu mà mình khát khao thật sự ấy, thì mình lên team lead cho nó đã đi, giờ mình tiếc nuối quá, bây giờ mình giống như là mình giờ kêu ngoại giá tôi mới lên team lead, đúng không ạ? Thì đợt đó em hơi tiếc, nhưng mà đó là vấn đề về niềm tin. Vậy thì ở đây đợt đó mà anh thúc đẩy nhiều là em đi đúng không? Đúng rồi, lúc đó mà thầy thúc đẩy em, đừng có nói về New Zealand, mà thầy thúc đẩy em là why team lead á nhiều lên thì có lẽ là em sẽ cùng nổ. Rồi, vì thật sự ra mọi người luôn mà. Đúng rồi, vì thật sự ra em chia sẻ mọi người là khi mà mình ra quyết định á, nếu như các bạn còn hồi xưa em nhớ cái thời điểm mấy lúc em làm á, thì thầy biết là khi mà em làm rồi em tới nghe mọi người ruby, mọi người chỉ khát khao lên ruby thôi. Đúng không ạ? Em nghĩ tới giờ mọi người vẫn đang bị điều đó. Là cứ ruby. Trời ơi, em nghe thời điểm đó em cũng kêu trời, ruby là một cái thứ gì đó khó là mình phải cố gắng mình làm. Đúng không ạ? Và sau đó thì em phát hiện ra ruby nó và em bắt đầu là em được thầy cho em mục tiêu đó là team lead. Vậy thì khi mà em đặt mục tiêu team lead platinum fata rồi thì ruby em trải qua rất nhanh luôn, em tìm người rất nhanh luôn. Em trải qua rất lẹ luôn. Sau đó tiếp tục là em đua lên Diamond, mà cái khoảng cách em lên Diamond và lên Blue Diamond và lên Platinum rất nhanh, là tại vì em gọi nó là một đôi khi nó cũng là NV ấy. Là đầu tiên tôi phải muốn đó. Đừng mong muốn mình trở thành một, ví dụ như cái câu nói mà em cũng học được từ trong đội nhóm là gì, hãy vươn tới, hãy có ước mơ là tới những vì sao, tới mặt trăng. Tại vì nếu các bạn không tới được mặt trăng thì các bạn sẽ tới được những vì sao. Và cái bí quyết của em đó là gì ạ? Là em đặt mục tiêu là team lead Latin Vota thì em lên Blue Diamond. Nên đối với mọi người, mọi người hãy đặt ra mục tiêu là trở thành team lead Latin Vota. Đó. Đừng đặt mục tiêu là Ruby, đừng đặt mục tiêu là Blue Diamond là gì cả. Cứ đặt mục tiêu là team lead Latin Vota. Và sau đó hãy viết ra cho mình được cái kế hoạch. Đúng không ạ? Và kế hoạch
đầu tiên là tôi muốn, đúng không ạ? Sau đó là tôi cần, tôi cần những gì. Và khi mà mình ghi ra được những cần thì các bạn hình dung nha, thực sự ra doanh số bán lẻ của mình nó còn đến từ nhiều mùa mà. Thứ nhất là mùa bán hàng. Vậy thì một ngày mình chỉ cần nhớ là mình bán bao nhiêu thôi. Mình đặt đơn hàng không xong thì không được đi về, đúng không ạ? Không xong thì không được nghỉ. Và một ngày mình có được cái khung giờ là thói quen, là kế hoạch, là từ giờ đó tới giờ đó, cho dù bán hàng được không được thì mày cũng phải tuyển dụng. Vì có hai thứ mà bạn cần phải làm ở đây, và các bạn sẽ hiểu ở đây làm rất dễ và chỉ cần tập trung hai thứ thôi, đó là sale và tuyển dụng, đúng không ạ? Thế thì bây giờ mình sale từ mấy giờ tới mấy giờ và tuyển dụng từ mấy giờ tới mấy giờ thì mình cứ làm nó một cách đều đặn và khác nhau lớn. Đừng bao giờ cho phép mình ngủ quên trên cái giấc mơ của mình, đúng không ạ? Đừng bao giờ cho phép các bạn ngủ quên trên giấc mơ của bạn. Các bạn hãy nhắc nó, nhắc về giấc mơ của bạn liên tục, đúng không? Mình thấy rằng là cái giấc mơ và ước muốn nó khiến cho bản thân mình tới giờ này, thậm chí các bạn thấy là có, thậm chí là mình livestream, các bạn thấy là có rất nhiều livestream trong đội nhóm mà cái lúc mà mình đào tờ kính 3 giờ sáng mình livestream cũng bình thường, tại vì nó có một thứ đó là giấc mơ. Và mình nghĩ là nếu như mà mình giấc mơ mình đủ lớn á, đúng không, thì các bạn sẽ làm và các bạn sẽ chinh phục được mọi thứ. Và sau đó bạn hãy đưa ra kế hoạch cụ thể làm những gì trong giờ giấc nào và tuân thủ nó một cách nghiêm túc và biến nó trở thành một thói quen. Đó, vì đôi khi mục tiêu và giấc mơ nó chỉ là động lực thôi, nó chỉ là cái thứ khiến các bạn bắt đầu thôi và để là cái thứ khiến các bạn làm việc thôi, nhưng thói quen á nó mới là cái thứ khiến các bạn hoàn thành. Em nghĩ đó là cái cách để mình làm và doanh số của em nó rất mạnh và doanh số em rất hiệu quả. Và thậm chí bây giờ đối với em và em nghĩ là thầy Linh cũng mới làm, em thấy em thầy Linh rất nhiều, có nghĩa là thầy trò mình không có nói chuyện về kế hoạch làm việc nha, nhưng mà khi mà thầy chia sẻ thấy của thầy Linh làm giống mình như là, đúng không ạ, là yêu cầu đội nhóm mình phải có doanh số. Vì không yêu cầu nó có doanh số thì họ lại cứ giận, giống như là lo đi tuyển dụng quá rồi lo đi bán hàng quá, dẫn tới trường hợp là nó, ví dụ như đây là công việc kinh doanh mà các bạn có hai máy chèo, đúng không, mà các bạn cứ chèo một bên thì các bạn cứ đi vòng vòng. Nếu các bạn bán lẻ hoài thì các bạn cũng chỉ đi vòng vòng thôi, còn nếu các bạn chỉ tuyển dụng hoài thì các bạn cũng chỉ đi vòng vòng thôi. Các bạn phải chèo hai bên, các bạn phải chèo, đúng không, chèo hai bên thì các bạn sẽ đạt được thôi. Yeah. Kế hoạch thôi có việc rõ ràng, nó là bí mật, và cộng thêm thứ đó là giấc mơ lớn để có kế hoạch lớn, để có thói quen lớn, để có cái kết quả lớn. Nếu nếu như mà các bạn chưa gặp thầy Linh ở ngoài đời mà là chưa được một cơ hội có thể học tập được thầy Linh thì sắp tới các bạn có những khóa thầy dạy miễn phí nè, thầy dạy 3 ngày nè, các bạn hãy tới lớp học thầy Linh, đúng không? Các bạn có thể đăng ký với những người mà các bạn chỉ cần biết là họ là bạn bè của thầy Linh thôi, không cần biết là họ đang trong đội nhóm không, bạn chỉ cần là có biết thầy Linh không. Có một số người là một số bạn bè đang chia sẻ là trên này, đúng không, mà các bạn vô tình coi thôi, các bạn hãy ơi cái người hôm bữa mà bác mà mày chia sẻ, bạn chia sẻ là thầy là ai vậy, đăng ký cho tôi cái lớp học của thầy Linh đi, rồi nọ để tôi biết đi. Có thể là cái người chia sẻ họ không biết nhiều về thầy Linh đâu, tại vì họ thấy hay thôi, nhưng các bạn có thể nhờ họ để kết nối với thầy Linh thì sẽ các bạn sẽ nhận được rất nhiều giá trị, đúng không? Mọi người nghĩ các bạn đừng ngại, tại vì thầy Linh là một trong những người mà bạn gọi là gần gũi nhất, thầy Linh là những người mà bạn gọi là một trong những người mà bạn cực kỳ nể phục. Và có một thứ mà khiến cho Văn với thầy Linh có sự gầm điệu, đó là cùng giấc mơ và cũng có cùng trong những cái hoàn cảnh mình cần thiết, mình cần làm gì thì thầy trò tôi Văn đều có như vậy. Trải nghiệm em thầy đi nhiều trải nghiệm cùng nhau thầy ha. Yeah. Đó là mình thấy là thầy Linh là một người rất tuyệt vời, các bạn có thể học tập thầy Linh, đúng không? Yes. Thầy Linh có khóa học nào gần sắp tới, thì có khóa học nào không thầy? Ngày 17-18, thứ nhất là thứ bảy hàng tuần thì anh có làm một cái lớp về NLP, là mình học một ngày về NLP. Đó thì lớp đó thì anh làm dạng làm cộng đồng người, mọi người share tiền phòng thôi, vẫn là thứ nhất là để giữ cái cam kết của mọi người khi đi học thì có 100.000 người thì đó là mình học từ sáng cho đến tối. Sau đó thì tuần sau là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư là ngày 17, 18, 19 thì anh có lớp đó là leadership train rich people business. Đúng rồi. Còn sang tháng sau thì 11 và 12 thì đó là có chương trình leadership training. Đó là tháng 7.
Đó, và tháng 8 dạ, thì anh mời người thầy đặc biệt của anh, đó là thầy Alan Gao về training. Dạ, chính xác. Đó, 21, 22, 23, 28. Người mà đã là giúp cho toàn team của chúng ta tăng trưởng doanh số lên gấp đôi và gấp ba. Trong khi sau khi mà học thầy Alan chỉ sau đúng một tháng. Sau đúng một tháng là doanh số tăng trưởng gấp đôi. Và sau 3 tháng là tăng lên gấp 3. Đó là khi mà học từ của thầy Alan Gao. Thầy Alan Gao. Ừ, đúng rồi. Thầy rất này bác nói là một trong những người mà bác phải gặp. Chính xác. Một lần trong đời. Ghi luôn ra trong một, bác có một cái cuốn sổ đó là 101 điều mà tôi phải làm. Bác ghi luôn. À, Alan Gao mỗi lần. Đúng không? Và các bạn nên gặp thầy Alan Gao. Cộng thêm ấy, có một số người Văn nói về cái khóa học mà Leadership Training của thầy Linh ấy. Văn nói các bạn nè, có một số người rất giỏi marketing, có một số người rất giỏi về bán hàng, có một số người cũng rất nhiều khát khao, nhưng chỉ có một, Văn nghĩ là có một nơi để nó biến những cái thứ các bạn giỏi đó nó trở thành xuất chúng, nó biến con người các bạn, có nghĩa là con người của bạn đang nắm giữ những quyền năng vô hạn. Văn gọi nó là con người của bạn đang nắm giữ những quyền năng vô hạn. Và đôi khi các bạn chưa biết kích hoạt nó, các bạn chưa biết kích hoạt nó, thì có một cái khóa học mà thầy Linh có nói về vào ngày tháng 7 đúng không ạ? Rồi khóa Leadership Training đó là cái nơi có thể kích hoạt được cái quyền năng đó. Các bạn có hình dung là mình có một cái cây ở trong người mình đó, nó có hai thứ. Một là cây đèn thần, đúng không? Cây đèn thần là nói về energy á. Các bạn chỉ cần nói điều mình muốn thôi thì cây đèn thần sẽ giúp. Nhưng có một thứ nó là cây đủ phép, các bạn hãy rút nó ra. Và các bạn biến nó, mọi thứ các bạn muốn biến nó thành thứ gì thì nó sẽ thành thứ đó. Vậy thì hãy kích hoạt cái cây đủ phép đó ra. Và cái khóa học của tháng 7 là khóa học Leadership Training, khóa học đó rất hay. Còn cái khóa học mà có thể biến các bạn trở thành một cái người có đầy đủ kỹ năng và các bạn có thể học tập tốt và có thể phát triển tốt trong công việc kinh doanh, đó là Rich People Business của thầy Linh. Văn cũng từ cái lọ đó ra đó. Đó, và bạn thấy cái học đó nó hay á. Yeah. Mình tới khóa học đó, mọi người nhớ nhá. Tới học đó cũng không cần nhiều lý do đâu, có lý do là tới đó ăn trái cây thôi, đúng không? Đôi khi là tới đó ăn trái cây thôi, đó là một lý do rồi, hồi xưa cũng thế mà, đó. Mình đôi khi mình nghĩ là tôi biết về marketing rồi, đôi khi mình nghĩ là mình biết về sale rồi, nhưng hãy cho phép một lần trong đời tới đó ăn trái cây, đúng không? Nó cũng ok, cái lý do để các bạn làm, đúng không? Yes. Đó. Và đợt này mọi người đăng ký Rich People Business thì anh tặng thêm. Tặng Leadership với là tặng Đào Triệu Phú luôn. Dạ, hay quá. Đó. Okay. Chính xác. Đó, các bạn có thể học. Về cái việc bán hàng đó, thì nếu có ai có câu hỏi, hay có ai cần hỗ trợ, ai thắc mắc, thì có thể gặp mình. Giống như hồi sáng nay thì em có gặp một người bên họ bán thực phẩm chức năng đó này. Ủa, họ bán xong thấy họ cực lắm. Kêu đào tạo không có quy trình gì hết. Rồi nhà sản xuất thì cạnh tranh với đại lý lại mất niềm tin với nhà sản xuất rất nhiều thứ. Thế là họ lại nhờ mình, họ kêu em còn ơn hàng nhiều quá nên em chưa làm được, nhưng mà họ nhờ mình em chỉ về marketing, và em chỉ về bán hàng. Thì ở đây nhờ cái tầm nhìn của thầy Linh đó là gì ạ? Là giúp đỡ các bạn hết mình, nên thành ra giúp đỡ người khác và cho đi vô điều kiện, nên thành ra tụi mình cũng sẵn sàng share. Nên các bạn có thể inbox mình hay hỏi bất cứ một câu hỏi nào cho bất cứ một công việc nào, chứ không cần nhất thiết phải là công việc làm việc với chúng tớ, làm việc với đội nhóm chúng tớ. Và trong cái lớp Rich People Business thì anh Văn, Nguyễn Hiểu Văn ở đây, anh Văn ở đây sẽ đào tạo chúng ta về cái kịch bản sale và chăm sóc khách hàng. Đó, đó là đúng rồi. Chúng ta sẽ có một ngày học trực tiếp với anh Nguyễn Hiểu Văn ở đây, đó là Thánh Sale. Dạ, đúng rồi. Rất vui vì có thể chia sẻ một trong những giá trị của con người mình tới cho các bạn. Trong khóa học đó mình sẽ chia sẻ, trong khóa học này mình chia sẻ kỹ cụ thể hơn. Có một số câu hỏi giống như là làm sao để trở thành bán hàng xuất chúng và làm sao để bán hàng đỉnh cao, thì vô đó các bạn sẽ được học kỹ hơn. Chứ còn trong buổi livestream này đôi khi nó cái thời gian nó quá ngắn á, chúng ta không thể thực hiện được hết. Và quá nhiều cái thành mọi người ở đây, vì cũng nhiều người họ cần học nhiều thứ hơn nên là mình chưa chia sẻ được. Các bạn có thể tới khóa học của thầy Linh để các bạn học được đấy, rất là hay. Em còn nhớ là có một cái em đúng rồi, chị Thơm. Đúng. Em còn nhớ rất nhiều chị và vô khóa học đó xong, từ đầu tiên là họ chỉ mong muốn là họ học để họ biết về marketing thôi, nhưng mà sau đó họ học vô thì họ kêu là em chỉ muốn tới học về marketing thôi, nhưng mà sau khi họ tới học marketing thì họ nhận ra được hàng rất nhiều điều về bán hàng nữa, đúng không? Và sau đó thì có nhiều người họ chỉ tới họ nghĩ là họ chỉ học về bán hàng để họ đào tạo đội nhóm thôi, thì vô đó họ lại nhận ra được rất nhiều điều về marketing nữa,
nên đôi khi bài học triệu đô nó đến từ trong những cái 3 ngày đó, và đôi khi nó đến từ những thứ mà mình, và ngày đó là tôi biết rồi, nó đến từ những thứ mà tôi biết rồi mà các bạn không hề biết, đúng không ạ? Yes. Đó là cái thứ mà Văn Văn nghĩ là các bạn sẽ cần có mặt tại trong 3 ngày, đúng không ạ? Một số anh chị nào quyết định mình có mặt cứ đăng tôi có mặt, đúng không ạ? Để thầy Linh, thầy Linh hỗ trợ, thầy Linh nhắn tin cho, thầy Linh sẽ báo các bạn lịch trình cụ thể rồi tất cả mọi thứ. Yes. Còn ai mà muốn thì đúng không ạ? Không chứ sao ạ? Được rồi. Tôi có mặt là khách thì hay nhất. Yeah. Cứ ra quyết định, 50% là các bạn đã thành công rồi. Chính xác. Và hãy nói tôi muốn, đúng không? Yeah. Đầu tiên là tôi phải. Rồi, cảm ơn Hiếu Văn đã dành một buổi tối rất là đặc biệt. Trong buổi tối hôm nay đã dành những lời chia sẻ tất cả từ đáy lòng của mình, từ trái tim của mình đến cho tất cả anh em ở trong cái group về hành trình người xuất chúng. Thì bây giờ chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi. Thì tôi muốn là tất cả những chúng ta học được những bài học gì từ anh Nguyễn Hiếu Văn thì chúng ta comment dưới cái đoạn livestream này về những bài học mà chúng ta nhận được từ anh Nguyễn Hiếu Văn, và sau đó thì chúng ta gửi một lời chúc mừng hay là gửi về trái tim, chúng ta bắn tim cho anh Nguyễn Hiếu Văn gửi dưới cái đoạn livestream này. Đó là một cái lời tri ân để chúng ta có lần sau chúng ta tiếp tục mời anh Hiếu Văn quay trở lại chia sẻ một cái chủ đề riêng về sale và chăm sóc hàng dành riêng cho chúng ta trong cái group này đó. Dạ, chính xác. Còn bán hàng rất dễ, đúng không? Đúng rồi, bán hàng rất dễ, chính xác. Còn buổi tối hôm nay là chúng ta đang nói về câu chuyện thành công, đúng không? Đúng. Còn rồi, trong cái buổi tới chúng ta sẽ học tập trung vào việc đó là về kỹ năng sale, kỹ năng sale nóng rồi của chúng ta. Thì trong cái buổi livestream tới chúng ta sẽ học chuyên sâu về cái phần này. Rồi, cảm ơn Văn rất nhiều nhá. Chúc em buổi tối. Ok, cảm ơn rất nhiều ạ. Ok, cảm ơn em. Và chúc tất cả anh chị em chúng ta có một buổi tối ngủ ngon anh chị em nhá. Đó là mọi người comment xuống, mọi người cần hỏi câu hỏi gì mọi người comment xuống, mọi người có thể bóc băng để bạn hỗ trợ thêm. Chúc các bạn có một buổi tối thật tuyệt vời, một đêm thật say giấc mộng, ngủ thật là ngon, và hãy mơ về những điều mà mình thật sự mình muốn. Hãy mơ về một cuộc sống mà mình cảm thấy nó ý nghĩa, hãy mơ về một cuộc sống mình cảm thấy hạnh phúc, và hãy ra quyết định thực hiện được nó. Đó, đừng chần chờ. Có một thứ mà các bạn có thể không bao giờ lấy lại được, có những thứ các bạn có thể mất đi một cách thoải mái và không bao giờ tiếc nuối, nhưng có một thứ các bạn không bao giờ lấy lại được, và khi mà mất đi rồi các bạn sẽ cực kỳ đáng tiếc, đó là thời gian. Các bạn hãy cho phép mình thực hiện nó ngay bây giờ, hãy biến giấc mơ và hành trình thực hiện giấc mơ của bạn ngay bây giờ bằng bước chân đầu tiên, bằng cái bước chân đầu tiên, bằng cái quyết định đầu tiên là hãy viết ra được điều tôi muốn, và tôi phải thực hiện nó, và tôi phải đạt được nó. Văn tin chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công. Văn cũng tin chắc chắn rằng các bạn là những con người xứng đáng để có được ước mơ và giấc mơ tuyệt vời của mình. Rồi, chúc các bạn ngủ thật là ngon ạ. Cảm ơn anh Văn nhá. Chúc ngủ ngon. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh, chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip, và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông, nhớ nhá, bấm vào nút chuông, bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó, chúng ta bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.